Em nói biết rồi, bây giờ chị ở đây chị nhìn qua đủ thứ ngành nghề phải qua tay em. Tức là chị nói cái này này như là kiểu như là trên như là linh ứng cho em. Dạ. Em xây một cái phủ này không phải là đơn giản, phải đủ các toàn các cá, chị nói em nhá, thiên địa tất cả về tứ phủ, tam tứ phủ công đồng, tức là em đã có đầy đủ hết. Thứ hai là em phát chị lên mạng đi. Không không, để em đang quay mỗi mình em thôi. Không có mặt của ai đâu, yên tâm. Em này không có tâm linh là bí ẩn á, không nói. Em hiểu. Thì đây chị trong cái thế giới tâm linh, khi chị sang đến đến cổ này, chị bước chân đến cổ, chị thấy cái thứ nhất là cổ rất là linh ứng, cực kỳ linh. Thứ hai là chị nhìn thấy như là có một cái vòng tròn tâm linh, nó như là một cái quả địa cầu mà em đang phải xoay chuyển, cứ luân chuyển cái quả địa cầu trong thế giới tâm linh. Em phải khai từ trên kia, em khai về địa, được chưa? Cho nên là cho em những cái kiến thức và những cái mà để em đi chắt lọc là đúng. Thì sau này em phải khai mở được cái trận, không khác gì một cái trận đồ bắt quái trong lịch sử tâm linh đấy. Bởi vì là như thế này này, chị sang đây thì mà khi hôm qua mà phát cho em những cái tiếng đấy, là nhà ngài đã nói cho chị biết là em sinh ra là để vào cái cung độ thế thứ nhân, em độ này, em không độ âm mà phải độ cả dương thôi đấy. Thì tại sao mà cho em đi xây dựng tất cả những cái nơi mà thờ tự nó bị gọi là xuống cấp, mà em phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền bỏ của đấy xây, vì ở những cái nơi đấy có cái vị thần mà người ta chết rất lâu lắm, nếu như không biết đến những người đấy mà khôi phục lại thì cái khu vực và cái dân thôn bản làng đấy nó sẽ gặp rất nhiều cái họa đấy. Vì những cái vị thần đấy bây giờ người ta đang rất là giận, vì thế cho nên là em phải đi khai mở từ phần cõi địa như thế. Nhưng tới đây cái vòng tròn mà cái thế giới, cái vòng tròn mà cha mẹ giao cho em, nó không khác gì một cái quả cầu tròn này, thì em lại phải xoay chuyển luân chuyển đông tây nam bắc để em phải khơi mở được cái vòng tròn đấy ra, thì là em làm nó sẽ hiệu quả tất cả. Bởi vì là bây giờ là cái thế giới gọi là tâm linh cha mẹ thanh lọc đấy, thanh lọc mà cho làm bằng lệnh thiên em ạ, làm chủ yếu bằng lệnh thiên nhiều, cho nên là kể cả như là bây giờ hiện giờ nhé, chị nói này, ví dụ như là bây giờ mình đang dùng rất nhiều vàng mã, thế nhưng mà tới đây lệnh thiên thì là vẫn dùng như ít thôi, mình chỉ dùng ít trong cái rất là ít để nhờ trên nhà các đài linh ứng, mà của ít thì biến thành nhiều kiểu thành đa đấy. Đấy cho đến để cho em cái tay để mà xoay chuyển quả đất này, thì cũng như không khác gì thì khơi mở cho em tất cả. Vì trên thiên, chị nói em là trên thiên bao nhiêu là chư vị linh ứng đấy, bao nhiêu chư vị linh ứng trong một cái bàn cầu, một cái kệ địa đất, và cũng như là một cái bắt quái trận đồ đấy. Em đang vào bắt quái trận đồ đấy, em đang thực thi vào một cái bắt quái trận đồ về thế giới âm đấy. Đấy cho nên tại sao em phải cần những cái người như này tác hợp vào để mỗi người gọi là một góc hoàn thiện về một cái trận đồ. Đây là em đang mở trận đồ bắt quái, vì sau này nó còn liên quan đến rất nhiều về bởi vì sao bây giờ là nói về thế giới tâm linh, là mình bây giờ là các ngài đang cho cái như là giữ vững gọi là trận gọi là đất nước để không bị, thứ nhất về chính trị, thấy chưa, chính trị chiến tranh gọi là bây giờ ngầm, em chỉ nói như thế thôi. Thực ra bắt đầu cho nên là khai mở trận đồ đầu tiên phải lập được địa trước thì khai, lập được địa chứ phải chấn được tư địa từ dưới lòng sông đáy biển trước và các phương trước, thì trên trần mới giữ được mọi cái đấy. Là nói về tâm linh đấy, thì trước này cho nên em đang cầm một cái quả cầu vũ trụ này, và cũng như là một cái trận đồ bắt quái mà tới đây em phải mở cung vị, tức là ngài sẽ sau này cho em làm rất nhàn, em chỉ ngồi trên cái trận đồ đấy, em khai mở nó ra hết từ xa đến gần, không cần phải đi đâu xa, ngồi một chỗ điều khiển, không phải đi đâu xa, em ngồi đây em có thể một cuộc điện thoại từ xa trong nam ngoài bắc, em ngồi đây em điều khiển trên cái vũ trụ này, ngài cho này em đã đọc được cái người trong đấy hoặc bệnh tật hoặc làm sao là em đọc được cả về thế giới tâm linh, cả trần cả âm, thì em cần phải khai mở những cái góc từ trên thiên chiếu xuống cho em. Đấy là những cái mắt thiên, được chưa, những cái mắt thiên từ trên thiên chiếu xuống cho em để em khai mở cái trận đồ đấy, thì là trận đồ đấy, cho nên là cái rất là quan trọng đối với em như thế. Thì sau này tức là em không phải đi, được chưa, kể cả em xây đền phủ ở đâu em không cần đến cũng được, em ngồi đây khi mà chỉ cần một trên kia một cuộc điện thoại hoặc chỉ cần đọc thế nào là em ngồi em khai mở trên cái này, em đã nhìn à cái khu này, cái chỗ này khai mở thì nó sẽ có cái phần âm về cái gì và năng lượng như thế nào, và ví dụ kể cả những người ốm đau bệnh tật thì làm sao là em khai mở được hết trên cái hệ thống mà ngài đang cho em thiết lập này, thì em phải khai mở, phải mở được cái nút thắt, tức là mở được cái trận đồ ra, khai mở được cái ra thì em mới nhìn được, còn nếu không khai mở những cái mắt trận đồ thì em không thể nhìn được. Bởi vì như này em dưng này, cha mẹ không bao giờ cho mình giỏi hết tầm phẳng, được chưa, mà phải có như là những cái mắt xích nối với nhau. Vậy em là người lập
nập lên thì phải những người cái khai mỏ từng cái mắt xích đấy ra. Nhưng là ngài cho em một cái tổng hợp thì bây giờ lại những người để cởi mở từng cái mắt xích đấy ra, em hiểu chưa? Đấy, mà cởi mở từng cái mắt xích đấy ra thì em phải mở được từng cái mắt xích này em mới khai mở được. Đấy, nó là như thế em ạ. Để cho nên em đang cầm một cái quả cầu mà rất là lặng lề, mà cả một cái trận đồ bắt quái về âm dương hàng ngày cho em xoay chuyển trong luân hồi. Đấy là cái kiếp của em phải tu hành phải thế. Câu chuyện của em thì chả giấu gì chị, em tầm 2 tháng nay, tức là câu chuyện này em xây dựng từ đầu năm rồi. Thì bây giờ là lấy ngắn nuôi dài, em có một tổ chức của em sáng lập ra. Khi em sáng lập ra một cái gọi là hội, gọi là dòng chảy tâm linh. Trong một đội đó, dòng chảy tâm linh thì phải có đội kinh tế, tức là em sinh ra những cái ban bệ, những cái hệ thống thì để phát triển. Bởi vì bây giờ em nói rằng chữ liên như một mình em là điều hành, mấy trăm anh em đang bám vào em hàng ngày để sống. Bây giờ thứ nhất, thần có thiêng cũng nhờ bộ hạ. Thứ nhất là phải có lực mới vực được đạo. Đúng. Muốn tu gì vẫn phải có tiền. Đúng rồi. Không có tiền thì lúc đấy thì tu vào mắt, tu hú. Chứ nói thật với chị biết giờ em nó thậm chí bây giờ thu tóm mà đưa tất cả những anh em cùng chung chí hướng về một mối đã là khó rồi. Đúng rồi. Nhưng đã về rồi lại còn ở với nhau, còn quần thể bảo vệ được nhau nữa còn khó nữa. Đúng. Mới giống đời đã ở đông tập thể nhưng khó lắm. Mà trên cái đất nước Việt Nam này thì em đi các đền chùa, đi các nơi, duy nhất có mỗi mình em là em có thể đưa các anh em về ở tại một chỗ mà không đánh nhau chửi nhau. Đấy, nhưng mà bây giờ một thời gian sau thì các ngài mới về mới nói, con ạ, tài con có, đức con có, thế nhưng mà cái nhân con không có, không giải quyết được gì. Bây giờ vì cái nhân là vì chúng sinh, thế bây giờ con có hy sinh vì chúng sinh không? Thế bắt đầu mới là con mới xin phép vì chúng sinh. Bắt đầu ông mới đưa người điên người dại về cho em nuôi. Khi đưa người điên người dại về thì bắt đầu tiên em chữa rất là tốt. Rất nhiều người điên em chữa rất là khỏi. Tức là người điên này em bảo làm này mà phải là khỏi là khỏi. Thế và sau bắt đầu là em mới ngộ ra một điều. Căn nguyên quả nghiệp ấy nó không phải từ gốc người ta tự dưng người ta điên được. Đúng rồi. Bởi vì mình làm như thế mình phá vỡ kết cấu rồi cũng tạo ra nhân quả. Ví dụ như em xem bói rất giỏi. Nếu nói về xem bói thì không ai vượt qua em được. Nhưng góc độ em chỉ mặt như nào bảo như thế này bảo ai chết hay nhà này xảy ra gì. Y là như thế. Nhưng về sau dần dần em cũng rút. Tự dưng em rút, em ngã ngũ lại, em nó thật một ngày có thể kiếm cả tỷ, một tháng em kiếm cả tỷ được. Một vài tỷ em kiếm nhiên cơm ấy, bởi vì bây giờ tầm toàn quan chức to mới những người giàu có đến với em, bởi toàn những người phải cực nhiều tiền, nhiều tỷ, người ta tìm em rất nhiều. Thế đó tao tự dưng em lên nhất, tức là nhất đỉnh ở trong cái đấy rồi tự dưng em rút. Em bắt đầu dần dần em thấy cuộc sống bắt đầu, mình cứ đắm chìm trong những cái cuộc sống này gọi là hưởng nạn. Bắt đầu em xin bạch nguyện ra với sư phụ. Thì là con còn có những người điên dại tâm thần nghiệt ngập con chữa hết rồi, nhưng bây giờ còn một loại người nữa con chưa làm được. Đó là căn nguyên quả nghiệp của gốc của tất cả những con người đấy, gốc của những người ta. Tại sao con không chữa gốc? Bởi vì con chữa cho người ta nhưng đời con cháu ta lại bị chữa cho mẹ khỏi điên thì đời lại đến đời con đời cháu người ta lại bị lại tiếp dẫn. Mà hướng cho người ta đi tu thì người ta chỉ thân người ta giải thoát, còn con cháu người ta không tu lại tiếp tục. Em có được nhìn âm? Cái đấy em có. Bây giờ em có đang nhìn thấy một ông cụ hiện giờ đây em. Hiện giờ chị đang nhìn thấy một ông cụ râu dài, tóc dài trắng phơ. Hiện giờ thì những cái đấy là nghĩa là ngài sư phụ của em thôi. Đấy như là tiên ông. Đúng tiên rồi. Ông ở trên trời. Sư phụ có nói một câu là không trên trời không dưới đất, là người dẫn đầu em vào cái môi chị trường này. Nhìn thấy một ông cụ là râu dài, tóc dài. Đấy là em gọi là sư phụ. Bởi vì chị lại gọi là cụ này là tiên ông ở trên trời. Còn em gọi là sư phụ. Nhưng chị thấy ông đẹp như một ông già tiên thì chị gọi là ông tiên. Sư phụ là không trên trời không dưới đất, mà sư phụ ở trong tim em. Tức là từ ngày xưa em học đạo ấy, em không biết gì về cái thế giới tâm linh đâu. Thì cụ về, sư phụ về ngồi câu cá ở một cái dòng sông ấy. Tức là một đêm ấy em ngồi thiền thì tự dưng em vào một cái cảnh nó lạ kỳ ấy. Nó bảy sắc cầu vồng xong rồi đi sâu vào. Thì em đi sâu vào tự dưng em ở trong một khu rừng rất hoang vắng. Thì em thấy có một dòng thác nó chảy xuống, có một lòng hồ. Thế có một cái ông già rách dưới, điên ông nhưng mà kiểu quần áo rất là sơ dài nhưng mà rất đẹp lão, râu dài. Đấy, râu đến bụng này mà rất đẹp lão. Thế sư phụ bắt đầu, ông ấy cười vang hết cả cái dòng sông lên. Ông ấy nói, đồ nhi bây giờ mới đến tìm ta à? Thế con bảo là, con chào ông. Thế ông ở đây ông làm gì? Đồ nhi, ta đợi đồ nhi rất lâu rồi.
là đối nhiên thì tìm được. Một ông già tiên. Không, để cho ông trình bày hết. Sau đầu Đồ Nhi cười, ông bảo Đồ Nhi nhìn lên cái dòng thác ấy, nó chảy xuống nó là cái gì? Thế con bảo con nhìn thấy nó toàn là chữ vàng thôi, nhưng mà không phải chữ Quốc ngữ của con, mà chữ toàn chữ cổ, cái chữ gì vuông vuông xong rồi ngang dọc. Thế bắt đầu mới lấy tờ giấy trắng với cái bút cho anh. Lấy tờ giấy trắng với bút cho anh. Thế là bắt đầu mới ông mới nói. Thế con nhìn thấy dưới ta ngồi dưới tảng đá có cái gì? Bảo con nhìn thấy toàn là sách thôi nhưng không có chữ. Thế bắt đầu sư phụ con ngẫm ra điều gì chưa? Thế bắt đầu con mới bảo báo với sư phụ là, à con báo với ông là con thấy là trong nước có chữ mà trong đá có sách. Đấy, bắt đầu thế con ông tên là gì để con còn xưng tên, con chào ông cho dễ. Thế là ông bảo là không, ta không trên trời, ta không dưới đất, mà ta ở trong chính tim của con, chính cái tim quả tim của con, mà ông đặt cho con bốn chữ là đạo tu tư trí. Bắt đầu là từ đấy bắt đầu em mới hiểu. Thế sư phụ mới bảo là ông ấy bắt đầu bảo là ta sẽ về ta dạy đạo cho con, để cho con đi làm những cái việc mà đúng đạo. Đấy, sư phụ có nói là ta cho bốn chữ là đạo tu tư trí, bắt đầu lấy từ đạo tu tư trí đi khắp cái nước Việt Nam này, em bắt đầu em mới lên hành trang đường dài và cái ba lô đi lang thang từ đây vào trong miền Nam, mới là đi tất cả các nơi, cứ đi thôi, cứ đi hành trình đi thì hỏi hết người này người kia, thì mỗi người phân tích kiểu. Thế thì có một lần gặp một cậu bé trên thiên xuống áo màu xanh, cậu nói rằng ngươi ấy là rất là thông minh nhưng ngươi không tên là Đức được, mà bẩm ngươi ấy được gieo xuống ấy, ngươi phải gọi là Trạng, mà đã là Trạng thì phải Trạng cực kỳ thông minh, đối thơ hay chữ giỏi hơn người, mà Trạng này sao ngu thế. Cậu bảo Trạng này sao ngu thế, càng Trạng này sao ngu thế, phải cậu nói ấy. Rồi mạch mi gọi là mi ngu thế, thế là mi ngu thế, và từ giờ đi là tao sẽ dạy cho mày thông minh, mà mày là thằng rất thông minh nhưng mà sao giờ mày ở dưới trần mày ngu thế. Thế bắt đầu hàng cứ đêm là không ngủ, mới trưa là cậu về, bắt đầu cậu mới dạy lên rồi dạy học rất nhiều thứ, xong bắt đầu học tất cả các loại thứ về tất cả các loại chữ Quốc ngữ, chữ tiên giới, rồi tất cả các loại chữ. Nhưng mà có một điều về sau bắt đầu mới hỏi cậu là cái đạo tu tư trí là gì. Thì cậu bảo là ngươi là rất thông minh nhưng mà ngươi phải nên nhớ rằng cái câu nói này của tiên giới là các ngài là một ẩn ý, nhưng mà ta chỉ tiết lộ mình ngươi biết thôi vì ngươi thông minh, nhưng mà ngươi này đạo tu tư trí tư chất là của một người phàm, coi mọi chuyện đến coi mọi chuyện đi là nhỏ bé để thoát tục chúng sinh. Mục đích của cái câu đạo tu tư trí là truyền đạo nhân gian con ạ, còn lưu truyền đạo nhân gian. Thế là bắt đầu là về sau ấy là con em về ấy, em mới thỉnh sư phụ, thì lúc đấy là rơi vào tầm lúc một đêm em ngồi tập, tức là em thiền định thôi, đêm em không ngủ, em cứ thiền cho đến 5 giờ sáng. Từ 12 giờ đến đêm 5 giờ sáng thì em gặp sư phụ, thế em gặp ông ngài, thì bắt đầu em mới hỏi con bây giờ không cha không mẹ đẻ ra ở cõi phàm này. Thế sư phụ mới cười, sư phụ à ông tiên ông mới cười, ông bảo ngươi có bố có mẹ đẻ ra, tại sao ngươi lại bảo không cha không mẹ? Là ngươi lại bảo bố mẹ ngươi chết hết rồi. Ngươi là bất nhân, bất hiếu, bất tình trung. Người như ngươi không học đạo được. Thế là bắt đầu em mới luận lại với sư phụ. Luận lại với ông. Bảo, thế con thưa với ông, chân nguyên của con là người trần. Thế nhưng mà pháp lý của con được đưa xuống, là các ngài gieo duyên cho con rơi nhà nào thì nhà ấy phải gánh họa. Con phải hiểu, con hiểu. Thế nhưng mà cha mẹ con tại sao không nhận mặt con? Thế ông mà sao? Ông cười. Người thông minh đó. Người quả là thông minh, biết cái gốc của mọi sự việc. Thế ông mới cười. Chính vì mẫu thân của ngươi, mẫu thân của con thấy con như thế này, bác mới cử ta về ta dạy cho con. Thế ta nhận con, thế thì con nghĩ thế nào? Bắt đầu lúc ấy em tỉnh giấc, thế rồi em đang ngồi thiền lúc ấy tầm 3 giờ 15. Thế vội vội vàng vàng, em nghèo lắm, em chả có gì. Nghèo vô cùng nghèo. Em nghèo lắm, tức là ngày đấy em bị cơ đầy, em điên dại. Em nghèo lắm, em nghèo kinh khủng luôn, không có tiền, tiền điện đóng, tiền điện, tiền ăn không có. Thế em mới lấy 3 nén hương. Em thắp hương ở trên bàn thờ. Em bảo là con xin thầy
cho con nhận làm đệ tử. Thế em dập đầu ba lễ, cắm ba nén hương xong dập đầu ba lễ. Thế sư phụ mới nói là ta sẽ truyền đạo cho con. Và ta nói trước là trên cái công việc của ta thì ta chỉ lúc nào cần thiết ta xuất hiện. Còn nếu không thì ta không xuất hiện. Còn các thánh khác ở nước Nam sẽ giúp con để tiếp tục. Ê, các thánh nước Nam thì đầu tiên một cái thánh thì là con mới đi bắt đầu dần dần thì bắt đầu đầu tiên gặp ấy, dây với ai, dây ngay với chúa bà nhà mình, chúa bà năm xưa, đúng rồi, không sang đến cô chín, xong đến ông bảy, ông về ông giữ đầu bảo thằng này ngang bướng ngang ngược. Thế bắt đầu mới gặp chúa bà thì đi lang thang, đêm cứ đi lang thang thì đêm mới tự nhiên không ngủ, cứ đi lang thang, cứ thế ăn mày cởi quần áo cho, hay là bao nhiêu tiền ở nhà có cầm cho hết. Thế tự dưng thấy một cái bà đi cái xe ba gác mà người phù hộ, cái người gánh đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn. Thế mới hỏi đó, ở đời, ở trong thành phố giờ có những người đẹp như tiên như này mà bà béo phúng vĩnh, mặt hoa da phấn béo lắm, mà tầm rơi vào tầm 40-50 tuổi, đẹp não vô cùng, tức là phải nói là bà rất cổ nhưng mà chỉ tầm 40-50 tuổi thôi. Thế bắt đầu bà bảo, thế nhà ngươi thấy ta không quỳ xuống mà lại cứ trố mắt để nhìn, ta cho lính vụt ngươi giờ. Thế mình cứ bảo bà bị điên à, bà bị điên à, người với người sao phải đi chào nhau, mà trong cái đống người đang đi đường. Thế nhìn thấy bà đi vào cái cây đa, xong tự dưng là lên cái cây chỗ Han Bà View ấy, xong mà tự dưng là cứ đến đấy đêm là lên đấy ngồi, bao giờ bà cho đi ra rồi. Về sau biết là bà Phạm. Bà Phạm. Úi dồi ôi, cái câu chuyện đấy. Nói chung là nó quỳ cục lắm. Xong rồi đến cô Chín. Xong rồi đầu ấy, xuống đi lúc ấy 12 giờ trưa. Tự nhiên có người bạn rủ đi bảo, mày đi lễ thằng. Không phải đi lễ đâu. Thế bắt đầu mới đi lễ thì bắt đầu mới xuống ấy. Thì đang chuẩn bị đi ấy. Tức là mình đang ở nhà đang ốm. Đau mắt, mắt như kim đâm. Cứ như kim nó đâm vào mắt này. Đâm không mở mắt được. Thế là nó mới điện cho cổ điện thoại đó. Mày đi lễ tao đi. Thế bảo ừ đi đâu, tao đang đau không mở mắt được. Thế là nói đi lễ bắt đầu tiên mắt tỉnh luôn. Mắt tỉnh luôn, xong bắt đầu đi xuống cô, bắt đầu cho nhìn ở đâu có cái cô nào mà hồng như này, bay ở giữa đây, bay vào đậu vào tượng này, đẹp cực kỳ. Thế mình nói một đống người ta quay lại nhìn, sao lại cậu nhìn thế. Thế bắt đầu là mình bảo không thì đẹp lắm, để lướt là bay như cô tiên, bay từ ở cái chính này bay thẳng vào tượng này, đang nhìn tôi, đang nói chuyện tôi. Thế đó là ông Hoàng Gia Bổn, là ông chủ của đền ông Bổn. Ở đền dưới dòng đấy. Ông ấy ngồi ông nói, tôi ở trong đền đây cũng nhiều, nhưng mà những người như khả năng như cậu là có căn rồi. Căn mình cũng nhiều. Cháu căn thiết đéo thì không tin, không căn thiết đéo cháu chắc bị tâm thần. Thế ông bảo, cậu yên tâm đi rồi cô chấm chọn đấy. Mà những người mà khả năng mà nhìn bằng xương bằng thịt như cậu ấy, hiếm. Thế nào sau này nó dần dần ấy, bắt đầu mới gặp các thánh, cuối cùng gặp ông. Gặp ông thì trong thời gian làm thầy thì ông cho làm thầy xem bói rất là giỏi. Sau bắt đầu xem bói thì bắt đầu ông bảo, nếu như con làm như này ấy, cái kiếp nạn nó không hết được, mà ta thì là người ở bậc quan thánh, đã muốn con đi giúp những người đời, nuôi những người điên người dại, những con ta điên dại nghiện ngập nó còn nhiều nữa, cứu người khổ độ người mê, mà bây giờ ta thấy các con thánh bây giờ toàn lừa đảo, buôn thần bán thánh, lôi các thánh đi lừa đảo, con có dám làm việc của ta. Nhưng mà ngày đấy bắt đầu cho nuôi người điên, người dại, người tâm thần. Thế bắt đầu những người về, ví dụ như một cái ca nào chữa bệnh, mỗi người này một cái bệnh này đến, thế tự dưng là sư phụ ấy, sư phụ bắt đầu, tức là sư phụ chỉ đi trong một giây thôi, tích tắc, một giây tích tắc, thế sư phụ bắt đầu mới nói, con ơi. Đấy, người nghiện này ấy, thì con phải chữa như này. Dạy cho bài thuốc luôn. Bây giờ như em hỏi chị giờ nhá, cả thế giới người ta bó tay với chương trình nghiện ma túy. Đúng rồi. Không cai được. Đúng không? Thế nhưng mà gào tay em đúng 3 ngày khỏi ma túy. Không uống một viên thuốc nào. Không đau đớn, không gào hết. Mà cắt được cơn ngay. Chỉ mỗi lần lên cơn thì trong vòng 30 giây cắt cơn. Mà thế giới bó tay mà em làm được. Đấy. Có những người ta điên đến mức độ kinh khủng luôn. Vào đền, vào chùa người ta đập phá. Thì em lại bắt đầu sư phụ lại dạy cho cái công thức, làm cho người ta tự dưng khỏi bệnh, mà trong người đó không cần phải chữa, không phải cúng bái một cái gì.
mà chỉ cho người ta tự chữa khỏi. Thế mà bắt đầu từ ngày đấy đi là 5 năm nay em làm cái việc đấy hết mình cận lực, và em tức là xin phát cái đại nguyện là không nhận tiền của ai, ai cho bao tiền cũng không lấy, cũng không cầm một cái gì cả. Ví dụ những người ung thư đến đây, có những người ung thư vọng họng, bệnh viện ca trả về chờ chết, có những người ung thư ở trong nội tạng trả chết, hay có những người liệt thì không đi được. Thế nhưng bắt đầu sư phụ mới bảo là đấy, con phải chữa như này, lấy cái này. Thế có những đứa trẻ nó lôn hàng cốc máu đi các bệnh viện không khỏi, lúc hàng ngày nó cứ lôn, nó cứ trong vòng 1-2 tiếng nó lôn được cả cốc máu, mà nó có 4-5 tuổi thôi. Thế có những đứa trẻ thì nó quái thai là nó cứ gào hết, cứ gặp ai nó cũng gào lên, xong có những đứa trẻ con nó kêu như con ếch. Đấy, rồi sư phụ mới nói. Thế vừa rồi bắt đầu là khi công trình phủ nó xong xuôi, thì sư phụ có nói là bây giờ mà nhân gian ấy, mà có những bậc tiên giới, các con của các ngài rất là nhiều, dưới nhân gian rất nhiều. Con bây giờ con phải đi thâu tóm tất cả các con các ngài về một mối, và dặn họ là cùng với con đi giúp cho chúng sinh. Thế bây giờ ta sẽ cho con tìm những người sau. Một là người ứng được bài thơ các ngài giáng về. Hai là những người nói được chữ thiên. Ba là những người viết được chữ thiên. Bốn là những người bốc được thuốc. Năm là những người ứng được. Thì con phải tìm được bốn cái người trọng trách này. Đi tìm ở trong nhân gian ấy, là sẽ có những người như thế, nhưng các ngài sẽ báo trước, báo âm cho họ để cùng với con đi ra giúp dân. Đấy, sau này những ai bị ung thư, những ai bệnh nặng thì cần thì con vận khiển cái thiên cơ này, thì lập tương bốn cái người ngũ hành này của con ấy, trong cái gọi là ngũ hành tương sinh ấy, trong đông tây nam bắc ấy, bốn ngũ hành ấy là con cùng với họ để kết hợp để cứu người. Thế vừa rồi thì cũng xin sư phụ là mua một cái đồi, tức là em bây giờ em có hơn 100 hecta đất, nên em xin trồng một số thuốc. Sư phụ bảo không được, sau này ấy, những bài thơ giáng xuống, mỗi người có một căn nguyên, một cái bệnh, các ngài giáng xuống thì con phải dịch được những bài thơ này ra thuốc, bốc đúng cái vị thuốc đấy thì sẽ khỏi bệnh. Đấy là những cái công việc của phủ. Đấy, vừa rồi 2 năm vừa rồi ấy, thì là có lên trên chỗ Lam Tàu Bắc Đầu, ở chỗ đây đâu nhỉ, Cô Sơn Kiếp Bạc. Thế là bọn em ấy là chạy lên đấy, thì cả nhà ấy hôm nay là rét đại hàn, cái ngày báo lên, thế bắt đầu là cả phủ đi đến tầm chiều là 4-5 giờ chiều đi lên, thì Cô Sơn Kiếp Bạc ấy thì mốc người em như có điện, tức là người em như điện, nó nóng kinh khủng. Thế em bảo là thôi bây giờ mọi người đi cùng em lên núi thì không biết đâu một lần được, đêm hôm lên núi nguy hiểm lắm, mà thứ hai nữa là trời đang rét đại hàn như thế này, đi ra ngoài đường còn người ta còn đang, nhà nước còn thông báo là nghiêm cấm là ra ngoài đường, hạn chế ra ngoài đường đấy, mà bây giờ trên núi thì nhiệt độ nó ở dưới 0 độ C, nó 2-3 độ C, nó lạnh. Thế là em cởi trần ra, em mặc quần dài ấy, cởi trần ra, em bảo thôi cả nhà cứ ở lại đi, một mình em lên thôi, bởi vì em có việc ngài báo em lên. Thế thì lúc đấy là bắt đầu anh em ở dưới, bởi vì rét lắm, thế mỗi mình em ấy leo lên núi thì trong quá trình đi ấy thì bắt đầu tự dưng gặp một người râu tóc bạc phơ giống sư phụ mình. Thế bắt đầu mấy người mới nói, bảo sau này người ta mới nói là ta là Dược Linh. Dược Linh ít người mà dám leo lên tầm này, mà trời rét ta thử lòng ngươi mà ngươi vẫn lên được, ngươi vẫn lên được. Người quả là khác người, bởi vì là bây giờ ra đường người ta còn 5-6 độ C, người ta mặc quần áo trên núi thì núi cao ấy đấy, thì là người ta phải mặc áo bông rồi, mà ngươi lại còn cởi trần, ngươi lên đây một mình mà đêm hôm trời tối om như này mà ngươi lên đây. Thế lúc bắt đầu rồi, đi hết các nơi các ngài dẫn đi thì tự dưng bị lạc trong rừng, đi lạc vào trong rừng thì bắt đầu đi bơi, tức là đi theo một cái dòng suối có một cái tiếng nữ giới hát, hoặc cái dòng suối khô nó cứ chảy nước, mà rõ ràng là suối khô, cứ đi theo bắt đầu đến một ngôi đền ở trong rừng. Lễ xong cái ngôi đền đấy xong, bắt đầu cô mới nói là sau này ấy là ta sẽ cho ngươi những cái bài thuốc quý, nhớ là khi lên rừng ấy vào những giờ thiêng bịt mắt lại, và những cây nào mà nó phát sáng ra
những cây nào mà tự dưng mà không gió mà tự dưng nó lay động, ngươi lấy cái cây đấy mà về sắc cái thuốc cho những người bệnh mà ngươi cứu thì khỏi 100%. Đấy, thế đâm ra nó đầu dần dần ấy, từng vỡ việc. Thì ngày đấy cách đây tầm mấy năm ấy thì là đã bắt đầu mua đất rồi. Chuẩn bị là mua đất, nhưng bây giờ mua hơn trăm hectare đất. Phủ bây giờ là có hơn trăm hectare đất đồi núi rừng là có. Thì nó mua rồi đã là chuẩn bị lên danh sách trồng thuốc. Thì cứ lần nào trồng thuốc là các ngài không trồng. Các ngài bảo chưa đủ cơ duyên, chưa đủ căn duyên. Đất ta chọn mà cái đất đấy mới có thuốc. Còn ngươi mà cứ cố mua để mà trồng thì cái thuốc này nó chỉ là thuốc sử dụng thôi, cũng không giải quyết được việc gì. Đấy, thế bắt đầu là từ đầu năm ấy, bắt đầu vừa rồi là cách đây tầm 2 tháng, ngài mới bảo sư phụ về, bảo tiên ông về rồi, ta là tiên ông rồi, dạy đạo thần tiên. Đấy, bắt đầu là bút tiên chấm cát huyền cơ mới lộ. Đấy, cho chị xem 5 cái câu chữ và 4 cái từ của ngài. 5 câu chữ, 4 cái từ của ngài mà ngài nó bảo con đọc sau cái câu thần chú này thì cái linh cơ của con ấy nó chạy theo đúng cái phương pháp. Thế nhưng mà đến bắt đầu ghép, ngài cho xuống rồi nhưng ghép mãi không ghép được. Ngài mới thử lòng, bắt đầu ngài bảo được. Ta mới cho. Đây 4 câu này đây. Dạ. Quan linh cơ. 5 dòng. Đừng đọc. Nhập đọc nhầm. Dạ. Đây là sư phụ mới dạy mãi một chữ. Sư phụ bảo là sau này ấy, cái nhân duyên này của con ấy là còn phải rất là nhiều người đi theo con. Mà cái chữ này ấy là ta đã dạy con ấy thì là sau này ấy là kết nối lại với nhau, nó thành một gia đình. Nhìn có một cái ấy này được đấy. Đây này. Tớ lại không dùng bút đấy, chỉ đấy. Dùng màu đỏ thôi. Đúng rồi. Đây đây đây, lấy tờ giấy chắc cho. Em vẽ. Mình có một cái vòng cung này là giống của chị. Thế là cái này sư phụ có nói là đây là cái dấu. Các ngài về đây bỏ đấy cái dấu của con. Đấy, sau này ấy là gặp đúng người con chỉ cần cứ viết cái này ra thôi là tự động là các ngài sẽ ứng vào. Những chữ này nó kỳ lạ cô. Nhưng mà con hỏi cô một tí, hơi riêng biệt một tí. Từ ngày mà cô có duyên với chữ này của các ngài thì từ bao giờ? Bắt đầu từ năm 91. Nguyên nhân căn cơ quả nghiệp. Tự dưng cũng 12 giờ đêm. Cứ 12 giờ đêm ngài dáng về viết. Một góc này mà một góc của cái đỉnh này thôi, tôi hôm nay mới mở một góc của đỉnh này. Sơn đa âm bắc u đi đi hàn, anh thứ khu trần tập bồ hoa tạ ở trên đường trường trường sĩ hàn. Lính thứ hàn tháp bồ hoa tạ trần tập bồ trên tập bồ hoa tạ ở trên đường trường. Sơn đa hiến tháp bồ à tạ ở trên. Quân thi bảo hàn tạ anh tụ quân thi tạ có chương trình tạ bảo anh thi anh trên. Sơn thứ quân thi à bảo hàn trên tập cả ở trên tập quân thi quân thi. Tám bồ hoa trần đa hoa tụ quân trên đường hàn. Sám thu quân thi khương trình và tập bồ thi anh trên chúng qua cha ở trên trên. Sáng thu tí khuyên thơ phù hoàn tạo ảnh sinh thù cha ổ hữu tự cao phẩm. Sở thị tí hòa tạo bổ ảnh tạo hoàn sinh thù con sinh thật cao ảnh thi chư tự cao bảo ảnh tệ tệ. Tố cụ ảnh tha phù hoàn tràn phụ ảnh tỷ khá ảnh chư hữu sinh thật cao ảnh tha phù hoàn tràn thông thức cách sinh thật phạm. Tí cụ ảnh tạo tạo sinh đó tên đúng tự án lý ảnh tỷ chắc có hàm tạp của anh chị thư hữu tỷ cao rút và ảnh thủ ảnh chân thư hữu 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 chén thuốc uống thì có ăn chén rượu ăn chén cà tháp hoa ăn xí để ăn chén lên thức uống thả chén thì cần kiểm tra phổi để hình thức rồi chén uống thì có hoa tháp phổi ăn chén thu hồn thì có ăn tháp phổi hình chén thì hiện tại có chơi xin được ăn tháp phổi để ăn chén thì chén thuốc uống thì có ăn chén thì có tháp phổi ăn chén thì có 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 ăn chén thì
sẽ tôi có hả cũng có ăn tóc của anh chị thì kiểu có ăn tóc của chị nhưng chị cũng đã tình rồi cũng hoàn chỉnh được cái tá tô anh chị mình sẽ có chỉnh giáo chứ mình của chỉnh giáo chắc cô chúng ta thì sư tú thì có rất hợp của anh chị chỉnh giáo ha chứ thì kiểu chỉnh giáo của hoàn chỉnh thì để sẵn cả sẵn thu anh chị có ăn tóc của anh chị thì tá của anh chị yêu cầu của anh chị cứ chỉnh thì hôn thì cả thứ ba là khi mà tôi vẫn tất cả anh chị mình còn được ăn tóc của anh xin đủ ổn định cả bảo hoàn tự in được cả anh chị mình cả có ổn định cả chúng có ăn cả bảo an tình chúng cả ở chính chúng cả đủ hết chính chúng xin đủ ổn định cùng chúng cả bảo ổn định cả an cả còn chính chúng cả an cho nó chính này cả ta có chính thì ổn định cả bảo hoàn cả an thì ổn định cả ổn định bảo an tự in chúng cả xin đủ ổn định bảo an chính thì cả an chính chúng cả an tu hòa chính cả ở chính chúng cả an đạo tình chúng cả xin đủ ổn định bảo hoàn chính mình chính chúng cả an đạo hảo chính mình cả bảo hoàn chính mình chính an chính mình nên hàng là người ta gọi chắc nào đang gọi chắc nào ông chẳng ở hiện bên này uống có hào trọng ăn ta cầm bài hết này còn chẳng thấy hiện cả ăn ta phá hết sinh dịch sinh dịch cuốn tôi phá ăn thiên thảo học sinh dịch sinh cả học ta phá hết sinh dịch là có hắn ta học ưu tí im ta phá hết rồi ở trên đây chúng ta tha học sinh dịch nhá sau đó uống có bỏ uống được gần nên tao ăn ta có chuyện là bài từ cái ưu chi này cả cái là bỏ ăn là lượng có ăn chỉ cả ta phá hoàn ta ở sinh dịch không cuốn tôi phá hoàn sinh dịch thì cả phá ăn sinh dịch hoàn ta xin được hút cả anh ta bỏ anh xin được ta ô xin được hút cả ta ở ta bỏ tại hiện thì in trên đại hàm ta cả xin được hút cả anh ta bỏ hàm chỉ in thì cả hàm ta xin được của anh ta bỏ anh xin thì xin được xin được mọi anh họ thì xin được anh xin được mọi là mọi anh hết là anh xin được ta bỏ anh thì in thì cả từ ô xin được khá bỏ anh ta ô xin được thì là mọi anh thì in ta hàm ta anh xin được cả từ ô xin được cả thì đủ của anh ta bỏ hàm thì in thì cả ở từ câu sử dụng ô thì à lên có ở ta bảo hàm thì in thì có ở ta bảo là in thì chúng ta ở chúng ta ở ta muốn ta bảo hàm thì in thì có anh ta bảo anh xin chỉ có anh ta bảo ta ở ta cũng xin xin ta cũng thấy là ta in và ta bảo hàm thì nó cũng tự bảo hàm bảo anh xin thì là chứ chẳng được muốn ta bảo anh xin thì ta cũng tự anh xin được có xin thì cả ta ta bảo anh xin thì cả anh là họ chính có ở xin thì in thì có ở tự bảo hàm thì có được xin được có xin cả chúng có ta bảo hàm thì in ta hàm xin thì cũng tự bảo anh xin thì sự tu huấn thi cả hát ta bảo hành tiến triển thi cả ta xin được ổn đạt, lão cụ hoàn thi phụ ổn ta hành tiến triển hiện sự được ta bảo hành tiến ổn đạt, sự tu huấn thi ba ta tiến được ba ta có ổn tiến được ba, ba hát chỉ thực sự cả ổn tiến cả, chúng có ba hát thì hiện tiến cho cả những cả ổn tiến cha ở tu hành, tiến được cả ổn ta bảo hành tiến triển hạ sanh tiến, sự tu huấn thi cả ba hành tiến triển thi cả hán cha ở tu ba hành tiến triển, huấn thi ba hát xin ổn tiến cả bảo ổn tiến được cố ổn ta ba hát xin tiến thi cả ba hát xin tiến hạ sanh của tất cả bảo hành chính trị cái chức năng chính, xin được huấn thi cả anh ta bảo hành chính trị, anh ta đi bảo hành chính trị, xin được huấn thi ba hết tất cả anh chính trị ta bảo được thi cả, sau huấn thi cả bảo hành thi hành chính trị, của tất cả bảo hành thi hành chính trị, sản xuất anh ấy, từ ở thi hành chính trị hành thi hành chính, của tất cả bảo hành ta anh chính là gì, sau huấn thi cả bảo hành sau anh cả cái này thi hành chính trị tất cả, tất cả bảo hành chính trị tất cả bảo hành chỉ ô tô bảo hành ta có thể, ta bảo hành thi tất cả hành chính trị ca ở chế độ hành chính ca hát tập hợp hành chính ca ăn điều gì ca ca ở trên điều gì ca hát tập hợp hành chính chỉ hình gì ca ăn chính chỉ cố tập hợp hành chính chỉ như sao trên độ hành chính ta có trên điều hành chính ta có hành chính ba trên điều gì trên chỉ ôn thi ca ăn tập hợp hành chính chỉ cố chính cho công hành chính như sao hỗn tập hợp hành chính như vậy cần tập hợp hành chính điều gì ca ở trên điều gì ca trên chỗ ôn thi ca bộ ôn thi ăn chính như sao được สาธุอุนติกาปะตั้งแต่ฮันติวิสินเดคติอันตะโปห้าท่าโจนิกาถึงความที่บาฮาตะโกจิสิกาที่งาเช่นทุบาฮาเช่นนี้อุติกาปองอัติกาเช่นนี้ค่ะคือบาฮาเช่นดูอุนติกาอาจารย์ตะโกแต่ปองอัติเช่นนี้สุดาสาธุอุติกาถึงชิจุอันเช่นที่ก็กับบาฮาเช่นนี้ถึงกาตะตุตรงก็ฮันติเปิดฮันติกาอันที่ก็อาจารย์ตะกับปองอัติเช่นนี้ค่ะท่านท้าวฮันเช่นเดียท่านท้าวอันติกาท้าโอ้สินะกันกับกาตั้งโปห้าตาอันตั้งหันยิงอ่ะที่ก็หาตั้งก็มองให้เห็นอย่างสิ่งต่างๆนั่นนะแล้วก็เห็นทับห้องมันก็พออันก็ตั้งเขาตุยที่ทับห้องตาเจตระตรงก็หาตั้งบอกให้สิ่งตัวอันติดก็อันทับพอให้สิ่งอีจึงก็การหาที่โคตรก็อันทับพอตัวก็ให้สิ่งที่ถึงก็อันที่นี่จ้ะทำไมงานจะชอบอันเทสจ้ะได้นำมาคิดใหญ่อ่ะได้ละเชื่อมจ้าดีอ่ะcái này là trung tâm sau này cậu hướng tất cả trong năm ngoài Bắc rồi cả các nước thế giới nữa phải mở cái vòng này đấy. Cũng có một cái việc này nữa là em xin phép em có việc như hôm qua chị điện cho em ấy mà chị toàn nói ngôn ngữ của chị
Thế lúc qua đêm qua thì em chả giấu gì chị, thì tầm 2 giờ đêm, 3 giờ đêm em vào giấc ngủ. Thì em ngủ sớm bởi vì có hẹn chị 8 giờ em mới ngủ, còn bình thường em không ngủ đêm. Vì em toàn làm đêm thôi. Thế bắt đầu cho ngủ, ngủ đến 4 giờ. Thì tự dưng là có người nói. Người ăn mặc như kiểu người ăn mặc có buồn cười á, ăn mặc kỳ lạ. Người ta mới dịch giải ra. Thì là tức là người ta nói một cái gì đấy là những cái này là cái điệp thư đưa cuốn, người ta đưa xuống sắc con để biết đường mà, để cho ngươi biết đường mà tìm. Những cái này nằm trong cái huyết thống của dòng chảy đấy, tự khắc có những người con phải đi tìm, có những người người ta có tâm người ta sẽ phải về, mà người ta sẽ cùng với con để sau này chắp bút để làm cho những người thiên hạ, để giúp cho thiên hạ. Nhưng nhớ là người ta đưa cái gì thì giữ lại cái đấy, và nói là những cái con người này được lựa chọn rồi, nhưng kiếp hạnh người ta khổ lắm, không hiểu. Người ta nói là cái người đấy chỉ bằng trang của em thôi. Người ta nói là những người này mang kiếp hạnh rồi, người ta khổ lắm, người ta không mặc vì tiền, không mặc vì cơm áo gạo tiền đâu, nên là cũng giống ngươi ấy, nên là người ta không vì một cái gì cả. Tự dưng các ngài về, có những người sẽ được báo, có những người con phải tìm đến, có những người phải đến vì nhiệm vụ của người ta, và người ta sẽ giúp cùng với nhau để mà đi làm những việc này. Bởi vì trong nhân gian ấy, tất cả những mỗi người sinh ra có một căn nguyên quả nghiệp, phải có những người này mới gỡ được cái căn nguyên quả nghiệp. Tại sao ngươi lại cứu được rất nhiều người? Bởi vì là cái bản thân cái căn nguyên quả nghiệp đấy thì cái thuốc của ngươi ngươi mới trị được, người khác không trị được, người ta cũng bệnh đấy, cũng thuốc đấy nhưng không khỏi, nhưng ngươi chữa là khỏi. Bởi vì trong quá trình khi ngươi mượn thuốc đấy ra là các ngài mượn thân, mượn thể, mượn khí của ngươi, mượn thần của ngươi để chữa cho chúng sanh. Đúng rồi. Thế đâm ra là có đọc một số những cái ngôn ngữ nữa nhưng không tiện nói. Bởi vì cái đấy là nó là một cái ngôn ngữ riêng biệt của Đức. Đức nói chung là em đang dùng cũng ngôn ngữ khác, giống như của chị ấy, nhưng không phải của chị. Nhưng nói chung là na ná thì cũng tầm được 70% mà em nói lại thì chúng ta đều là nói nhau, hiểu nhau. Mà đã hiểu rồi thì cũng không cần nhất thiết là nói bằng cái này, bởi vì trừ khi các ngài giáng. Cái ngài giáng thì mình phải tuân thủ và nghe và giữ đấy. Cái này thì là đúng như một cái chữ. Nói chung là cái mà em được biết hôm qua là gọi là tứ trạch của tứ phía, cũng giống như người Trần người ta gọi là long ly quy phượng ấy, giống như long ly quy phượng ấy, thì là nó tức là con phải đi tìm được bốn vị này, bốn người này. Mà sau khi bị bốn người này thì con cũng nói thật, tính con thì con chả giấu với cô, bảo bây giờ thôi thì thần đánh thánh cũng được, nhưng mà bây giờ nếu như con không có tiền một tháng 400-500 triệu luôn mọi người, con thật bây giờ muốn cho con đi làm những cái việc tâm linh mà lối cầu tâm linh này cả nước Việt Nam thì chưa ai lối được, chưa có một thằng nào ra hồn lối được với nhau để mà giúp được cho ba tánh. Bây giờ con mà muốn lo cho ba tánh thì bây giờ cũng phải có ít nhất là một tháng 400-500 triệu để nuôi được bà con của phủ. Thế các ngài bắt đầu cái ngày đấy ngày ấy cười, ông lớn nhà ngươi ở nhà ngươi ấy, cho ngươi đủ rồi đấy. Nó bảo thế là vừa rồi cho ngươi ấy, xin 100 tỷ cho 100 tỷ rồi đấy. Nhưng ngươi có lấy đâu, ngươi chọn cái này, ngươi chọn cái chữ thiên này giữa tiền của các ngài thì các ngài đã cho ngươi rồi đấy, thì cũng chả giấu gì cô. Lúc vừa rồi thì ông cũng thử lòng, thì ông đã nói bây giờ nhá, ngươi cần tiền để làm việc này đúng không, ta cho ngươi tiền, thế cho phát ông đấy cũng nói dối. Phủ vừa rồi, tháng vừa rồi chúng 2 lần 4 càng. Thế nhưng mà bắt đầu là Đức thì lại không được làm. Đức này tức là ngươi cần bao nhiêu tiền để mà làm cái việc này? Ông về ông bảo ngươi cần bao tiền để làm việc này? Ông cứ cho bao nhiêu có cho, càng nhiều càng ít. Bảo, có xin 500 tỷ có được không? Nhưng lừa đùa lừa thật. Thì ông bảo ta cho ngươi nhé, nhưng ngươi có làm không? Nó bảo con trêu ông thôi, con làm xong ông cho con xong.
à, con chê ông thôi. Ừ. Con sẽ làm cho ông xong và ông sẽ phải cho con sau. Dạ. Chứ bây giờ đúng rồi, con tức là mình tức là em rất là gần với ông, gần gũi với ông, em kỳ kèo á. Bởi vì cứ lần nào phủ hết tiền, ví dụ như phủ mà cứ không có tiền là phải xin ông ấy phát lương. Tất cả những cái linh ghế của phủ đang làm việc cho ông ở đây cũng nói là mấy cô mấy chị nhà ông rất thiêng. Ông cho mỗi một tàng chỉ được 5 đến 10 triệu, ông cho rằng là 20 triệu 30 triệu là cho nó đủ như thế. Tháng nào các em cũng có đủ tiền để sinh hoạt sống. Cho mỗi thằng 10 triệu 20 triệu là cho. Mà ông nói cho là ông cho ngay. Vào thắp hương ông ơi, ngay tổ đào của ông, các con thì ông là phủ hết tiền rồi. Ông phát lương đi. Và khấn như thế thôi, ông bảo ông đồng ý ông cho. Lập tức ngày mai là mỗi thằng chiều mai là 6 giờ 3 phút là tự dưng có lương. Mà lương có đủ, nhưng mà xin được tầm đấy thì xin tầm đấy. Nhưng mà ông buồn cười như này. Ông có buồn cười là thế ngươi làm việc này cho ta. Thế ngươi lấy bao nhiêu tiền? Thế con bảo là bây giờ kinh phí con đi Nam Bắc bay đi bay lại, bỏ công bỏ việc. Ở nhà một tháng bây giờ anh em phủ 400-500 triệu. Thứ nhất là ông cho mỗi tháng đều cho con 400 triệu. Thôi khoán chặt là ông là 400 triệu một tháng. Nói chứ không thiếu con bù thừa thì ông cho chúng con. Để con nuôi anh em mọi người ở phủ. Bởi vì bây giờ con ở nhà thì con mới có tiền để nuôi. Còn con đi giờ ai có tiền nuôi con của ông. Mới lo cho các cả ly ghế nhà ông. Thì đấy bắt đầu bây giờ nhá. Ông cho con 400 triệu. Để chỉ cần đủ nuôi bà con ở nhà duy trì thôi. Thì con xin hứa với ông là từ giờ 1-2 năm con rong ruổi. Con sẽ đi tìm tất cả những người con của ông, chữ của ông, những người được linh hướng này vào kết nối. Thế nhưng mà con nói thật với ông là ở đời các con người Trần có một câu nói là có thực mới vực được đạo. Thưa mấy ông mà không có tiền, người ta bỏ hết. Con bỏ ông thì thôi chứ đừng nói là người ta. Mà đến con mà không có tiền 400-500 triệu để nuôi bà con thì con cũng bỏ ông đấy. Cứ cho con không đi cùng ông, đi chơi cùng ông đâu. Ông ấy cười mà người lém lỉnh lắm. Người đúng là trạng ta phong. Sắc phong cho người là trạng người lém lỉnh lắm. Người lém lỉnh mà người danh ma quái thai. Được. Bây giờ nhá. Con tìm đi. Hàng tháng xin ra bao nhiêu. Nhưng đủ tiêu là được. Không xin dư. Và không cứu người bừa. Mà ta đã về ta dạy rồi. Tuyệt đối không ai cũng được phép cứu. Phải cứu đúng người đúng tội. Người nào ta chỉ điểm cứu thì cứu. Người nào mà không cứu người cấm, lòng thương không đúng chỗ. Đó là còn nghiệp người ta. Bởi vì có những người đến đây, nói thật mấy chị, có những người đến đây xin khó khăn vỡ lợ. Thì nói chung là đến nhờ thì một phát được ngay. Về làm nhảy một phát, ok là thoát việc khắc phục. Nhưng có những người ông không cho, nhưng hiểu người ta cứ lèo lá, mình thương người ta, có tình cảm đi lại chơi mình lâu năm. Thế là mình âm thầm mình giúp. Ok, cho người ta được phát. Lợ người ta giả hết. Xong mấy tháng sau người ta lại lợ lại. Không phải, bởi vì có cứu được người ta đâu. Bởi vì cứu được lúc này thôi, không cứu được lúc khác. Đấy, vấn đề có những người đến đây, những người bán rau, những người khổ khó khăn đến ấy. Không có tiền. Ông về đấy, người ta cho bổng lộc của ta. Nhớ nhá, bảo người ta chỉ cho 100 này ở trên ban của ta. À, chỉ đạt cái đấy 100 lấy hai số cuối nhá, thì lấy cái số tiền ấy hay là 50 ông cho 20. Nhiều khi em cũng lạm dụng rồi chứ, lạm dụng rồi nhỉ, là em lại thương anh em lại tiết lộ ấy, về sau là bừa nhiều quá, lợi dụng vào cái việc của các ngài cho bổng lộc, xong bắt đầu là đem đi cho mọi người ngoài nhiều quá, ông mới ghét. Bây giờ sau đó bắt đầu là ông mới làm cái roi, ông làm cái roi này, roi tre. Mày cứ làm bừa thì tao đánh mày. Thế là cứ mỗi lần sai mà làm bừa phát là bây giờ là không dám rồi, kinh lắm rồi, sợ đến già. Cứ roi như thế này, dài tầm mét rưỡi, cứ vụt, mà đứa thanh niên nhà nó vụt, chảy máu thôi, vụt người luôn, quý mà vụt. Thế là từ năm ngoái hôm nay Đức ăn cũng 1-2 trận đòn rồi. Không kinh mà nó gọi là ỉa ra quần.
chị phải hiểu bây giờ vụt cái loại roi này, những thằng tay to nhà phủ này vụt hết tầm, vụt bao giờ máu nó bật ra ngoài, sát muối và ngồi quỳ lửa tiếng. Mà chủ cả một cái phủ như này, ghê gớm như thế, ra đường ai anh kính nể, xã hội người ta kính nể. Mà sai với ông cái thì là ông phát hiện ra cái, ông bắt quỳ xuống đánh 50 roi, 100 roi. Đấy. Đây cuộc đời thì chỉ ăn 50 roi thôi, trước thì có một trận ăn 100 roi. Nhưng các anh em thì mỗi thằng vào chung tội một tí, nên là mỗi thằng 25 roi. Chứ quả đấy 100 roi chắc đi cấp cứu. 50 roi cũng không chịu được. Em nói với chị biết là đánh máu nó phụt ra ngoài, vút phát nào máu phụt ra ngoài và đấy kinh lắm, nhìn hãi hùng. Em nói như vừa rồi, cái video vừa rồi mà em còn cái video em bị ăn đòn, toàn bộ tay đây nó lằn máu lên lưng máu he be bét, tức là trận đòn đầu năm ấy. Sai cái nhà ui ui vụt ông bảo, thế là ngủ ấy, đang ngủ ngủ đêm ấy, à ngủ trưa ấy, ông đi cưỡi ngựa về ông cầm roi vụt ca vũ vụt ấy, vụt em trước, sau đó ông mới vụt các con. Thế nào ông nói này, ta giao cho các ngươi làm không nghiêm. Lính không nghiêm thì chảm tướng, mà ngươi là cầm đầu, là tướng của cái đám lính này. Mà lính không nghiêm mà chảm tướng, ta vào đánh ngươi. Thế là bắt đầu là ông phạt cho 50 roi, đánh bằng sống bằng chết, sợ lắm. Bây giờ thì cũng phải nghiêm tắc, là không cứu mọi người nữa. Bắt đầu từ ngày đấy rồi đi là không còn hiện tượng là ai đến đây xin là cho. Tức là phải giữ lệnh của ông cho ai thì như vào phủ này mà nếu không vào thắp hương ông, thì người đấy cũng là được việc gì. Vào muốn làm gì làm, nhưng mà đừng nói nhàng trạng vào tìm trạng chết. Mà vào phải thắp hương ông đầu tiên. Ông nhà con ông cho được phép mới được phép. Mà trong đây ông nghiêm lắm, em con nói với cả nhà biết, không có cái phủ nào nghiêm như phủ này. Làm cái gì làm, nhưng mà một là tiền tam bảo, hai là nói không đúng về các ngài, bám nhạo các ngài, lừa thầy phản bạn dối nghe em là ông vụt chết. Ông lôi ông đập chết, ông không tha cho thằng nào. Ghê gớm lắm. Nói chung là có nghiêm thì mới trị được đến bây giờ. Thế nhưng mà cũng quay đi quẩn lại là vừa rồi ông giao cái nhiệm vụ này mấy tháng, mấy anh em phủ bỏ hết công việc trần đi, bất hết đi, đi tìm mà gặp toàn những loại người dở lại ương. Mà chị biết như này, chị em mình ngày xưa đã hiểu cái hoàn cảnh này. Thế nhưng mà tại sao mình mang cái tâm khởi tâm đi làm? Thế bây giờ khởi tâm đi làm, nếu cùng mấy em mà thành công thì việc mỗi một tháng em cấp cho một lần lương. Quân lương em không thiếu, ví dụ như ông cho em rồi thì em chẳng lẽ không cho lại mọi người. Bây giờ chỉ một cái gật của ông thôi, ví dụ như con lợ 1 tỷ đến 5 tỷ, 10 tỷ, một cái gật ông thôi, một lần gặp của ông thôi. Chỉ qua trong vòng 3 giây thôi là mẹ mình có người giải hết lợ. Tại sao vội làm gì? Thế ông ấy gọi là vàng thử nửa, gian nan thử sức con hát. Ngọc bất trác bất thành kính, người không luyện người không tài. Con phải đi tìm chân lý của những người có ngọc thì người ta cùng với con chắp bút với con được. Nên mới gọi là bốn cái này này. Đấy, con phải tìm được bốn cái người này cùng với con thì sau đó mới làm được tiếp tục những việc kế tiếp. Thế đâm ra là bọn em mới bắt đầu mới đi tìm. Không may không nhân duyên là tự dưng là vừa rồi mày mở bài Zalo cho anh có câu này hay này. Đây. Tức là vừa rồi là em đi em tìm đường, nó cụt đường, nó oải quá rồi, nó oải vào Zalo của anh ấy. Nó oải quá rồi, tức là nó ở cái tình trạng là nó rơi vào cái tình trạng là nó hụt hẫng, nó không còn một cái gì để mà nói. Để ví dụ như bây giờ mình đi tìm một cái gì phải biết mục đích để tìm cái gì cơ, nhưng mình đi tìm một cái mà không biết nó là cái gì thì đi tìm cái gì. Thế ở đời ra bây giờ mình muốn tìm một cái gì thì mình phải biết được cái gì ấy, nó ở cái gì. Bây giờ đi nói với một người bình thường, người ta bảo mình điên. Để tí làm. Tắt máy đi. Bảo tí làm nhá, anh đang bận nhá, dùng quét tay đi. Nè, cái câu này này. Đương khi đắc ý thành ngu ngốc, đang lúc lo ngờ sự trả thành, nếu gặp quý nhân cùng tiếp dẫn, ngàn năm cây héo lại sinh cành. Không phải là tự dưng mà là quý nhân người ta tìm cho mình. Tức là bọn em mới đi đào bới dưới lộn càng vội. Hôm qua hôm kia bọn em đi Hà Nội, em lên trên đấy có một cô cũng thế, cô điện cho em. À, lên nhà cô ấy không gặp được, xong cô cũng nói như chị,
nhưng mà hẹn 2 tuần nữa. Thế nhưng mà về thì sư phụ ấy, trước đây, hôm qua đi thì một đêm ấy, thì tự dưng là sư phụ về, sư phụ nói tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng. Cái tờ giấy trắng tựa sư phụ về nói các con đang chỉ là tờ giấy trắng. Nhớ nhá, các con đang làm tờ giấy trắng. Y như rằng hôm sau đi 7 việc hỏng cả 7 việc. Không được việc, không gặp được người ta, xong toàn hỏng việc. Đi đúng 7 việc lớn thì 7 việc đều hỏng. Đến đêm qua 6 việc rồi còn 1 việc nữa, và nói với anh em là còn 1 việc nữa đã hỏng, nó là việc gì? Đến lúc bắt đầu về nhà ớ ra là việc tượng hỏng. Đúng 12 giờ biết tượng hỏng. Cái ngài kỳ tài thật. Thế cái ngài nói là sẽ có người đến đây tìm con cùng mấy con sau này để nghiên cứu những cái chữ thiên này và làm ra những chữ thiên này. Thì cũng chả giấu gì chị, bây giờ em tìm được những người 70 tuổi viết mù mắt, người ta cứ viết chữ, viết toàn những cái chữ kỳ lạ thôi. Mà em bây giờ em đang cầm, nói chung là trong cái bàn làm việc của em, trong phòng giám đốc của em ấy, thì bây giờ nó kín các loại chữ. Em nói rồi dở ra thì chị em mình cũng ngất. Học sẽ theo quốc ngữ mình còn học không hết được. Mà bây giờ mà mỗi một ngôn ngữ các ngài giáng về một ngôn ngữ. Thế nên bắt đầu là em mới chơi cái trò khôn nòi. Không chơi nữa là bây giờ mà các ngài mà bắt con học như này con phát điên. Mà con điên thì chả ai nuôi các ngài, chả ai thắp hương các ngài đâu. Chả ai đi xây đình chùa cho các ngài đâu. Bây giờ các ngài phải phân việc ra. Thế bắt đầu bây giờ các ngài, một là các ngài giải mã hết cho con. Thế bắt đầu cái quyển sách này đêm về bắt đầu rạng sáng ngủ, bắt đầu tự dưng là có một ông quan, có nhiều ông quan lắm, nhiều ngày lắm, về bắt đầu dạy chữ quyển sách này, dạy về lịch sử triều đại của vị này, vị thần này, và vị thần này được hiển lên từ công trạng gì và nói về sự tích. Xong rồi quyển này nói về lịch sử của đời vua này, con phải lưu chép lại thành đời vua này. Xong rồi lịch sử này nói về truyền thuyết của người này. Lịch sử nói về cái kiếp nạn tai nạn ở cái thời đại này. Tức là mỗi một câu chuyện các ngài về kể ở trên một cái giấy bút bây giờ nó là những cái tài liệu của em ấy. Sau này, này chị nói em này. Sau này cái chính cái này là cái ấn thiên, lệnh thiên. Cái dạ. Này là cái ấn thiên và sắc thiên, lệnh thiên. Khi nào em khai mở được hết tất cả cái này ra thì em đọc được kiếp nạn cho từng người một, vì sao người ta vào cái kiếp nạn này. Bây giờ mà hôm nay mới khai mở có hai cái trụ này thôi, chưa còn bao nhiêu điểm thì khai mở. Trời ơi. Mới được có hai cái trụ đầu này thôi. Bao giờ khai hết từng tâm đấy, lúc ngài chỉ cho em hết cái trụ này thì em bắt đầu là mới hoàn thành được cái sứ mệnh để việc âm của em. Thì sau này chị nói với em như này này, rằng là kể cả người trần, tại sao lý do em sẽ đọc được hết toàn là tại sao người ta lại vào cái kiếp lạng điên này là từ đâu đấy, thì em tìm được từ gốc chứ không phải là từ ngọn nữa. Đúng rồi. Em chữa này, bây giờ em đang chữa tại ngọn thôi, nhưng sau này em sẽ tìm từ gốc để đời đời kiếp kiếp họ hàng tộc người ta không ai bị không bị nữa. Đấy, tức là sau này đây là một cái ấn thiên lệnh, cái này là một cái lấn thiên, cái này là trịnh của Phật tổ Như Lai. Hôm nay chị trả lời em, đây là một cái trịnh của Phật tổ Như Lai, thì toàn bộ là ấn lệnh thiên. Sau này khai mở từng cung bậc một, bao giờ khai hết tận đến cái chân gót này thì lúc đấy mình mới vào hoàn thành được tất cả cái sứ mệnh của việc âm ngày nay. Thế nó dài nhỉ? Đấy, không phải là ít đâu. Em xác định là như thế. Chơi trò như phá đạo. Đấy, thế cho nên là khi nào đấy thì em sẽ nhìn, ví dụ cái người này người ta điên hoặc người này nhà người ta bị làm sao, là em sẽ nhìn được tiếp từ trong muôn kiếp nhà người ta là lý do bị sao, thì mình sẽ chữa người ta từ cái gốc, nguồn gốc đấy. Thì sau này đến gia tộc người ta không bị người bị lại như thế nữa, và không có cái đấy là cái đấy, tức là mình phải cốt của căn nguyên là như thế đấy. Còn bây giờ là cho em rất là giỏi là chữ cái thực tại là người ta khỏi. Thế nhưng mà còn sau này ví dụ là anh em con cháu hậu sinh thì người ta vẫn có thể vẫn người bị. Vẫn bị. Đấy, hoặc là người ta chỉ khỏi trong một cái vòng luân hồi nào đấy thôi. Đến một thời điểm nào người ta lại bị. Đấy thì bây giờ ngày cũng cho em xử lý từ phần gốc, từ cái căn nghiệp của người ta, từ cái nghiệp nào mà người ta bị ra như thế thì là mình phải xử lý từ gốc ra. Đấy, thế thì trong cái xử lý về cái căn nguyên của ta thì lại cho mình hết cả thấu cả về đất cát biển trạch gia hộ trong vòng, vì con người ta ở thì trên đất phải có thần linh thổ địa, có các vong hồn đấy, thì là mình lại xử lý độ được cho tất cả các vong người âm. Thế ví dụ là mình ngồi đây nhá, ví dụ như là chị em ngồi đây ngày hôm nay ngài chỉ cho mình vẽ một cái chữ này thôi, nhưng mình ngồi cái chữ này mình đọc được ra hết là cái gia đình này căn nguyên là nghiệp chướng từ đâu, hoặc cái đất nhà nào là mình không phải đi, chỉ ngồi trên nhà ngài khi mà
trước khi vào làm mình thỉnh nhà ngài, mình xin lệnh cái là tự ngài cho mình khai bút, ngồi khai bút này là đọc thôi chứ không phải đi. Câu chuyện của em thì câu chuyện của em này nó như thế này nữa, nó rất là ghê. Bởi vì sư phụ có nói là gốc của mọi vấn đề câu chuyện nó đều là cái căn nguyên quả nghiệp, nhưng cái đấy nó chỉ là một phần thôi. Thì có những cái em nói được lúc này, có những lúc nào thì đêm em sẽ nói chuyện rõ hơn. Vì cái đấy nó được chỉ phép về đêm mới được phép nói. Tiết lộ thiên cơ nhiều. Ban ngày không được phép, nhưng đêm mới được nói, thì đôi em sẽ nói rõ. Thì khi những cái mô típ này ấy, thì là có các ngài nói tiếp em một việc nữa. Sử nam sai tích rất nhiều. Quốc thể dẫn hướng không như lời bàn. Đấy, các ngài nói câu đấy nghe nó chạnh lòng. Sao lại sử nam sai tích rất nhiều? Quốc thể dẫn chứng không như lời bàn. Em hiểu được cái góc độ ngay. Cái đấy thì đúng rồi, chị cũng hiểu. Em nói phát chị hiểu. Đây luôn. Là chị em mình cùng hiểu. Hiểu luôn đấy. Đấy, nhưng mà cái này vì nó lại là một cái, ví dụ mình có nói, có khi chỉ chị em mình nói chuyện với nhau thôi. Vì cái này nó còn liên quan đến nhiều. Ví dụ như là em muốn một cái điều như này. Ví dụ như là em thì em có một cái điều đặc biệt, có cái khả năng đặc biệt của em. Ví dụ như em gặp ông nhà em thì em ấy, người ta hầu đồng. Rồi. Em thấy người ta hầu đồng thì là mang hình ảnh của ông Bảy hầu, thì ăn mặc quần áo, thì em nhìn thấy ông ngoài đời ông khác. Thực ra ngoài đời ông mặt dài, cao tầm 1m7, người cao 1m6, cao đúng 1m6, người rong ròng, gầy xương, mặt quai xanh, dày mặt dài, và áo quần ông là mặc áo quần màu lâu, quấn vải này, áo vải Nam Sơn như quân Nam Sơn ấy. Thực ra như này. Ông rất giản dị mà ông đi, ông cưỡi một con ngựa, là con ngựa gọi là con ngựa màu lâu, có yên đao mà không có màu mè vàng bạc gì cả, trông ông thần túy lắm. Và ông có một cái thanh kiếm ở bên người, mà kiếm là kiếm dạng như kiếm của người mèo ấy. Thì bây giờ chị nói em này, thực ra là cái trong cái hồ đồng này thì thực ra đấy mình gọi là cái diễn sướng, gọi là diễn xuất, gọi là cái người giữ đầu đồng của mình diễn, gọi là hầu ông thôi chứ không phải là ông nhập trực tiếp vào. Cái đấy là em nắm rõ và em đấy. Hiểu mà. Bởi vì là khi những người hầu đồng mà, tức là như này nhá, em để ý như này, những ngôi canh đàn nào to lắm thì ông về chỉ được một vài giây, ông ngồi vào chính giữa ấy, ông chỉ vào tay năm ngón, mỗi ai đang hầu ông chỉ vào ông chấm, biết người nào hầu được ấy, ông chỉ tay vào ông chấm thôi, ông chỉ vào người này thôi, mỗi thế thôi, sau đó là ông đi. Tức là các thánh bởi vì phải hiểu. Các thánh chỉ về gọi là chỉ lai dáng qua để cho lệnh cho quyền thế thôi, còn đâu là cái người mà đâm ra là em nghiên cứu về những cái này rất nhiều, mà khi chị nhìn, em cầm cái chuyện này rất là lặng lề. Là cái này nó lớn mà chị. Cái chuyện này rất là lặng lề. Bởi vì chị biết rằng trên cái đất nước này có ai nghĩ được cho bá tánh đâu, bởi vì đều được mang một cái danh an phận thầy rồi, thì cứ lợi dụng cái thầy đấy để đi kiếm tiền. Thằng thì mở phủ, thằng thì bắt vong linh tinh. Cứu độ chúng sinh nhiều lắm. Bởi vì cái này nó làm ra trần chúng sinh âm đều có cả. Mình là, nếu mà mình so với Đức Phật, mình là chúng sinh trần đấy. Đúng rồi. Đấy, còn chứng sinh âm là những người chết. Thì đúng trong này là em mang đủ hết rồi. Thực ra người sống mới đang là Phật, mà người chết cũng đang là Phật. Phật chính ở trong tim của mỗi người, hành động hành xử mọi người đều là Phật, chứ không phải là Phật để trên bàn thờ để mà thờ. Đúng rồi. Phật vô sắc vô minh, Phật là mà không màu không mùi không vị. Phật chính là trong tim của tất cả một cá nhân mỗi người, cái đức sau hạnh. Khi mà bà khai, ngài khai mở hết tất cả cái căn nguyên, bắt đầu ngài mới đánh một cái vòng tròn giữa thì đấy là để em được chuyện. Là từ đấy là em được cầm cái chuyện này, được mở khai mở được hết thì bắt đầu em đi. Mấy hai nữa là em mấy nữa là em sẽ cho khai trận đồ chị ạ. Trận đồ. Bắt đầu là em cho trận thử. Trận đồ bắt quái à? Đúng rồi. Em cho chạy thử để chạy cái thiên cơ đấy. Bắt đầu cho nó chạy. Chị nhìn thấy trận đồ này bắt đầu mở từ đường nước. Từ đường thủy nước. Em đang tính vào ngày em mới... không khai này trận đồ, em khai trận đồ này nhưng về phần âm là mở từ đường thủy nước, từ đường nước lớn. Đấy. Đây là em xin nhà ngài đi. Em muốn nhà ngài, mấy chị em mình muốn chị em mình cùng nhau thử. Đấy. Nhưng mà nó sẽ là 12 giờ đêm. Thì cái ngày mà em bắt đầu em được mở, bởi vì em cũng nói em định mở ngày nào? Tức là em mở ngày 18 âm lịch đêm tháng 10 này. Thế là ngày của mẫu địa ra. Em là tức là hiện giờ nhá. Tức là ngài báo em ấy là 35 thử lính 9 năm thử đồng. Rồi. Mà đến đúng cái ngày 18 âm tháng 10 này là đúng hết cái ngày của 9 năm của em. Là bắt đầu là em mới hoàn thành sứ mệnh của em. 35 thử lính 9 năm thử đồng. Rồi. Em hoạt động tâm linh là 15, đây sang năm nay là 15, nhưng thực chất em có 9 năm thôi.
Dạ. Nhưng đến đúng ngày 18 âm lịch tháng 10 này em mới hoàn thành 9 năm. Sứ mệnh của em là hoàn thành. Đấy, đâm ra là ngài mới báo là ngay ngày 18 tháng 10 này, à 18 tháng 10 này là sứ mệnh của con bắt đầu là sẽ hoàn thành mới được cấp phép. Thì cái tất cả những cái việc tâm linh này tự động dần dần nó chảy về một mối. Chứ trước kia là con có muốn vội, không vội. Thế vừa rồi là mới nói thì quá trình đi tìm tất cả những nguồn chữ thiên này ấy, thì là em sưu tầm cũng nhiều năm rồi. Và gặp rất nhiều người, bây giờ em gọi về được ngay. Những người đấy nhưng mà có những người 70-80 tuổi, những người sắp chết rồi. Mà người có những người đã lên bàn thờ rồi. Mà người ta mà em chưa sinh ra. Em mới buồn cười này nhá. Em đến nhà người ta, con cháu em nghe người ta lưu truyền ở cái địa phương ấy, thì em đến. Thế thì con cháu người ta bảo là cậu phải là Trạng không? Đấy, ông tôi, à bố tôi ấy là chết cách đây 5 năm rồi. Nhưng trước khi chết thì bố tôi có hai quyển sách. Nói là ai đến đây xin sách không đưa, phải đúng Trạng đến mới đưa. Đấy, có những người năm nay em 39 tuổi mà tìm cho em cách đây tầm, tức là chưa, em chưa đẻ ra, họ đã đi tìm em rồi. Họ đã đi tìm em rồi, tức là họ đã đi tìm em mà đến đã tìm được em rồi. Đấy, có những người thì bây giờ là chết rồi, mà đợt đấy là em kỳ lạ nhá. Có một ông cụ hơn 70 tuổi trong Sài Gòn. Hơn 70 tuổi, tức là ông ấy là người của Công giáo. Ông cứ mơ đi mơ lại, mơ đi mơ lại một cái giấc mơ là Trạng đang ở, Trạng đang ngoài Bắc. Đi tìm Trạng. Đấy, thế bắt đầu đi tìm Trạng đi thì mơ đi mơ lại mà một lần con cháu nói con cháu. Thế về sau con cháu ấy, nó lên Google nó gõ. Đấy, Trạng Đức Hải Phòng số điện thoại. Thế bắt đầu mới đưa ông xem. Nó bảo đúng rồi, người này gặp ở trong mơ rồi. Thế là bắt đầu mấy ông ấy bay ra, con cháu không cho đi. Thế cả con cháu với cả dâu cả rể với tầm 6-7 người ấy đi máy bay bay ra ngoài này, bay một phát ra đây mới tìm phủ. Đấy, bắt đầu mới vào đến phủ phát là tự nhiên ông cụ ấy ôm con. Ôm mình Trạng. Con đây. Xưng cụ Trạng, con đây. Con về với cụ đây. Con kiếp này là con mãn nguyện rồi, con nhắm mắt xuôi tay, con vui lòng rồi. Con về với cụ. Bây giờ cụ ở lại con đi thì con đợi cụ, bây giờ không hầu hạ cụ được. Thì bây giờ sức già rồi thì thôi con xin các cụ là con đi. Mà ông ấy 70 tuổi con ngã ngửa ra, mà người ta già rồi mà. Người ta đáng tuổi ông tuổi cụ mình rồi mà 70 tuổi rồi mình phải tôn trọng lúc đấy. Con rất là ngại bởi vì gia đình nhà người ta thì ở bên Công giáo người ta cũng thắp hương. Nhất quyết người ta không vào thắp hương. Đấy, bảo là ngày xưa con ở phủ của cha, con hầu cha, ghi sách bút cho cha. Trạng ở dưới kia, Trạng tức là ngày xưa con đi hầu Trạng, con đi sách bút từ nhỏ, con đi cắp Trạng, đi hầu Trạng rồi, đi cầm bút viết cho các loại công việc của Trạng rồi. Thế bây giờ là chết rồi, giờ con già quá rồi, con Trạng cứ khóc nức nở như đứa trẻ con, mà cả nhà không hiểu được nguyên nhân câu chuyện ấy, bởi vì một ông cụ 70 tuổi mà chưa gặp lần nào, ông cứ nói thế, xong bắt đầu về, ông run về, ông ngất. Sau là về lại ông sau về chắc là chết. Vì trước khi ông ấy đi ông về ông bảo là con không còn sống được nữa rồi, không chạy. Sau là đấy là cũng không gặp ông cụ nữa. Chắc là chết. Thế là chắc ông chết. Ừ. Chắc cụ chết. Đấy là những cái nhé. Là nhà người ta lại đi đạo. À đi đạo người ta không người ta không giờ cúng. Vâng. Thế nên là nó có ở cái chỗ. Thế đâm ra là cái tâm nguyện của ông cụ là tâm nguyện là như thế thôi. À, như vậy thôi chứ còn chứ không, con cháu thì họ không theo. Con cháu họ không theo, nhưng mà đấy là những cái câu chuyện của ấy. Mà hai là có những con người ấy, kỳ lạ lắm. Họ đến, tức là họ từ đâu đến. Đấy là do trên các ngài cắt cử đến. Ừ. Và họ đấy, ôm đưa họ đưa ôm đưa mình, họ ôm con bảo. Đây là mẹ của con đây, bố của con đây. Họ tự xưng ra đây, ta là mẹ của con, ta là bố của con. À, có những người xưng là anh ruột của Đức. Đấy là anh ruột của Cha. Đấy là cũng như tiền kiếp, trong cái kiếp trước của mình có thể là mình với người ta lợ trong có những kiếp trước cũng có thể là anh em bố mẹ con trong gia đình chẳng hạn. Thế là nguyên nhân này tại sao Đức ăn tu, Đức ăn chay? Em vẫn ăn chay à? Em không, tức là em không ăn thịt, không ăn cá. À, 15 năm nay không? Tức là thịt cá này không ăn. Không ăn được nữa. Tức là như này, câu chuyện này nguyên nhân là vì sao Đức không ăn thịt cá. Nhất quyết không giết, không ăn thịt cá một cái gì cả. Thì là qua một câu chuyện này, có một người ở miền Nam
Thế là người ta mới ở đang làm ăn bình ổn. Thế người ta nói rồi, em giai ngươi đang ở ngoài Bắc. Em giai ngươi đang ở ngoài Bắc. Ngươi ra Bắc tìm em giai ngươi đi. Gieo cái duyên này cho em ngươi để sớm đi tu đi. Thì ngươi mới hoàn thành sứ mệnh. Mà vợ chồng người ta rất hiền lành. Thế người ta đang làm ăn trong đấy yên ổn. Thế người ta bay ra ngoài Bắc này. Bay ra ngoài Bắc này. Thế mới bảo là ở Hải Phòng này, em ngươi đang ở Hải Phòng này. Thế là bắt đầu người ta đi tìm, nhưng người ta tìm không tìm được. Thế là bắt đầu người ta không tìm được. Người ta không tìm được thì người ta nói là em trai ngươi ấy là bây giờ ngươi phải sinh tồn. Bắt đầu mới người ta ăn chay. Ăn chay trường. Nhưng mà sinh tồn bây giờ người ta có mỗi cái nghề cơm rang, người ta không có nghề gì. Thế nên người ta học được cái nghề, ngày xưa biết cái nghề cơm rang. Thế mà xin ngài bảo cho ngươi bán cơm rang. Phở với cơm rang. Thế nhưng mà người lại bán phở cơm rang nhưng không lếm một tí gì gia vị. Nhưng làm cơm rất ngon. Rất vừa đúng không? Đấy, bán hàng thì đủ ăn đủ tiêu thôi. Thế vợ chồng ấy, thế một hôm lọ thì em đi chơi, đi qua. Em đi chơi đi qua thôi, không nói năng gì cả. Em đi qua thôi, người ta vẫy vào. Bảo là chú ở đây, anh có việc nói chuyện chú. Chú tên gì? Bảo em Tiến Đức. Bảo, chú cho anh xin phép nhé. Anh thưa chuyện với chú tí. Thế là người dần dần ngồi nói cái câu chuyện ra. Bảo trong giấc mơ của anh ấy, anh là anh trai của chú. Mà anh vợ chồng anh ở trong Nam đang làm ăn yên ổn này các ngày ấy, báo anh ra ngoài Bắc tìm em gieo cái duyên này. Ngày em còn ăn mặn, ăn thịt cá bình thường. Thế là 10 năm nay này em không ăn. Thế là bắt đầu từ ngày gặp cái người đấy không ăn. Thế anh ấy bảo là cha mẹ nói với em ấy, là em ăn chay đừng sát sinh nhé. Em phải có lo việc gánh còn lại. Kiếp nạn tu này của anh hết duyên rồi. Bây giờ là anh sẽ phải vào Sài Gòn, anh sẽ lập nghiệp lại. Thế bảo sao anh cũng ở ngoài này? Không, anh gặp em anh chỉ nói như thế thôi. Bởi vì căn nguyên ấy là em tu cùng với anh em cùng đi tu. Thì bây giờ cái quả tu này, cái kiếp nạn này anh phải gieo duyên để cho em đi tu. Chứ em ăn mặn này em mệt lắm. Bắt đầu từ ngày đấy trở đi là tự nhiên là em cứ ăn thịt vào. Làm lôn mửa, chóng mặt nhá. Thế là cứ lôn mửa thôi, cứ ăn thịt, ăn cá vào là lôn mửa. Khỏe mạnh được. Đấy, bây giờ ví dụ như có lôn nhá, có đi ngoài nhá, ăn một tí thịt vào đi ngoài đúng 12 tiếng. Đến 12 giờ trưa, ví dụ như ăn buổi chiều này thì đến 12 giờ đêm. Ăn tối thì đến đúng 12 giờ trưa, nhưng đau chị Bình, cảm giác như bị cảm tả. Nó lôn leo một ngày đi ngoài đến tầm 15-16 lần. Ăn uống nước xong là đi ngoài, không có gì nhưng mà đi ngoài. Đấy, đến bây giờ nó thành một cái thói quen. Đấy, người ta bảo sao mày vẫn chắc chắn, người vẫn khỏe, bế vang tốt. To, vật vạm này, mày béo tốt như này, ai bảo ăn chay. Thế đâm ra là thịt cá thì những cái gì là chọc huyết này, máu đỏ này. Không, chọc huyết này, máu đỏ này, có mắt này, có linh hồn này, tuyệt đối không được ăn. Thế chỉ có thịt cá thôi, không được ăn. Nếu ăn là các ngài phạt. Đấy, những cái loại mà không có linh hồn thì được. Nhưng cái loại là có linh hồn thì cấm. Ví dụ như là ăn cái con gì mà có linh hồn nhá, một lúc sau là nhìn thấy nó ngọ ngoại trong bụng mình, kinh lắm. Mà cầm cái miếng thịt này đưa vào miệng này, nó tự nhiên như kiểu mình nhăng nhai. Nó thật hơi bậy, nhăng nhai đất. Nó đắng ngắt. Thế nó nhổ ra, đi ra. Đã đến 10 năm nay rồi thì nó cứ thế thôi. Thế này em có gia đình không? Em có. Thế vợ con có ở đây? Có bình thường. À thế à? Em vợ con kia được hai cháu, một trai một gái, nhưng mà con em thì em phải cất, không được gần con. Các ngài không cho gần, tức là các ngài đặt cách cho em một cái góc độ riêng. Đấy, em không được gần các con cái. Bởi vì em có một cái bệnh như này, rất sợ là em có một cái này nhá. Ví dụ em bình thường có ngoại cảm, lúc nào cũng có, nhưng mà trời mưa em không ngoại cảm. Tiếng trẻ con khóc, hay tiếng mèo kêu, hay tiếng chó con này, những cái nó kêu meo meo vắt. Là mất, là phải một lúc sau, một hai tiếng sau em mới có lại. Thế à? Đặc biệt thế à? Cứ trời mưa là mất. Trời mưa là em trở thành người bình thường này. Trong bình thường cứ mưa vắt là người em nó trở bình thường, không biết gì. Thế ví dụ tiếng trẻ con, nhất là tiếng trẻ con này, nó éo vắt, gọi trẻ con mấy tháng ấy, nó éo vắt là có như là em sợ lắm. Thế em nghe vắt là tự nhiên trong người em cảm giác như kiểu cái linh hồn của em ấy, nó cái vía của em ấy, nó rụng mất mấy vía.
Bởi vì lúc nào trong người em ấy, trong đầu em ấy là nó có tầm 7 người tất cả. 7 cái vía thì 7 người, mỗi người một nhân cách khác nhau. Lúc thì trẻ con, lúc thì đàn bà, lúc đàn ông, lúc thì người già, lúc thì một triết học gia, lúc là một thiên tài, lúc là một nhà văn, lúc là nhà toán học. Bởi vì thế, chính vì thế cũng có một cái biệt lập của em này cũng chả giấu gì chị. Tại sao em lại không học một cái gì? Nhưng cái gì em cũng làm được. Chị cứ để ý nhá. Tức là gì cái gì em cũng làm được. Từ máy tính điện tử rồi từ lập trình rồi thêu thùa vẽ viết rồi đắp vẽ mà nấu ăn nấu biết hay là làm một cái gì em đều làm được. Ví dụ như nhà em thích nhá, chỉ trong vòng một đêm hôm sau em biết. Chỉ một đêm thôi làm biết. Ví dụ như cái này mà em tìm hiểu không được, chỉ qua một đêm là hôm sau này em tìm được. Nhưng mỗi cái chữ thiên này thì nhiều đêm nay thì mất tránh răng luôn. Em thề cái gì đó, cái gì em có thể biết được. Khó nhất là đoán sổ số, đổ với em đoán là mầm trái ngày đéo nào trượt được. Đối với em không khoái nhưng mà em có thể khả năng được em làm ấy. Nếu em tập trung ấy, phải đến nếu như em tập trung mà đoán dự đoán kết quả sổ số thì đến em khẳng định được đến 80%, 90% em đoán trúng. 10 ngày được phép trượt 2 ngày. Thế thôi. Thế nhưng mà cái thứ khác em làm được, cái khó nhất lên rời em còn làm được. Mẹ mày trên cung trăng dưới kết quả sổ số mẹ mày là khó nhất. Kể cả toán học ông có thể công đức cộng nọ kia được nhưng mà kết quả sổ số thì chẳng thằng nào cộng ra được cả. Thì em lại làm rất tốt. Thế nhưng mà riêng mỗi cái này thì em bó tay. Em nghiên cứu nào cũng tập viết. Đêm đến cũng lấy giấy bút ra viết, ờ thì viết được chữ nọ nghịch ngoạc chữ kia nhưng kết thúc hỏi là chữ gì hỏi không biết. Ngày về trong viết thì tức là mình viết ra được. Không biết này gì. Nhưng hỏi chữ gì các ngài lè lưỡi lắc đầu. Ngài không cho mình viết không lộ đấy. Thế đâm ra là về sau ấy, ngài thương em, ngài bảo là thôi một mình ngươi ấy gánh cả giang sơn thì rất là khó nên là san sẻ ra cho rất nhiều người, nhiều công nhiều việc, mỗi anh mỗi em huynh đệ các ngươi về để giúp ngươi. Thế chính vì thế đâm ra là em mới cất tư công đi tìm những người viết nhỉ. Em khổ tâm lắm, em nói chị biết 2 tháng rưỡi này là khổ tâm nhất, là nghe bất cứ ở đâu có ai viết được chữ thiên em đến tận nơi, có những người gọi điện thoại phát từ chối, có người đến nhà 5 lần 7 lượt người ta từ chối, có những người người ta kiểu hấp dở quá khùng quá, người ta nói đến vài tiếng ngủ soi vào mép đi mình phát chán luôn, mình phải đi về. Và mình cái việc mình cần thì mình họ không tập trung mà họ lại toàn nói những cái việc mà nói chung là không vào việc được trên giờ dưới biển. Đấy, Camerato với cả bắn trưởng bắn vũ trụ rồi. Thôi rồi. Em nói gì với ông anh em nè, đây ông bảo trạng giỏi nhờ. Ngồi nghe 2 tiếng hồ mà không xi nhê vẫn ngồi nghe là thần kinh thép, tôi không chịu tôi đi ra. Khổ lắm em nói chị. Như vừa rồi ấy, vụ ra Cẩm Phả đấy, ra cái miếu đấy xong rồi ngồi nói chuyện với em có duyên nhỉ. Ví dụ như vào đền chùa nào miếu nào, chứ nó thật sự nhá, trong ban thờ các ngài rất nhiều nhưng không lúc nào các ngài ở đâu, họa các ngài về một tí mà tất cả các đình chùa có thờ nhiều đi nữa thì chỉ có một chủ đấy thôi, kể cả chùa thờ nhiều Phật nhưng chỉ có một chủ ấy ở cái đền ấy thôi. Đúng rồi. Ở chùa ấy thôi, cả một cái đền thờ bao nhiêu tượng, hàng trăm pho tượng nhưng chỉ có một ông thần ở đấy thôi, một ông thánh ở đấy đó, một đấy ngày đấy đấy, còn tất cả các ngày khác các ngài ngự ở đấy đâu. Đúng rồi, nên là chỉ có một ngài ngự ở đấy thôi. Nên là em ngự ở đấy rất là thiêng đấy. Tính chị là cũng thế, đi đâu mà các cái đền cái miếu ấy là chỉ có ngay tiếp cáo. Em lâu cá lâu tu em đi đấy. Em vừa rồi em có nói bảo như ông bảo ông người tàu ấy, hôm nào em cho chị, mời chị đi cùng em, ông người tàu ấy, ông ấy nói chuyện ở trạng khôn, nó trạng thông minh lắm. Cho trạng 7 ngày, đến ngày thứ 7 hôm nay ngày thứ mấy không, ngày thứ 6 ngày 6 ngày mai nếu ông về ông thăm, nếu ông bảo là trạng khôn lắm, trạng thông minh, cho trạng con đẻ, cho con 70 và 08 đấy, ngày thứ nhất không có. Thế ông bảo là cho trạng con đề 70-08, ngày nhất là ra 71. Bảo mình tức là em mới trêu, em mới ngẫm bụng ông cho gì mà đi à, tét cả đít. Hôm sau phát ông cho 4 càng là con 70 nhất. Sau tiếp tục nữa đến ngày thứ 3 ông cho ra là giải đặc biệt,
là 70 và 08. Nó về em trêu cả nhà mà. Ông gì ông thiêng thế, ông cho cả nhà tát ít. Ông cho 70 ra 71. Hôm sau là ra 70 giải nhất đúng 4 càng. Mà tiếp tục nữa là hôm sau nữa là vào đặc biệt là 70 với 08. Đấy. Tức là cho. Đấy, em tức là em hay gặp với các ngài về mà. Bây giờ em hay có câu nói nghe nó khủng khoảng. Mà ông có thiêng ấy, ông phải cho con, ông chứng minh ông cho con đề. Mà nếu ông không thiêng ấy, ông liều tiều ấy thì chắc chắn là không thiêng. Mà nếu ông đã thiêng ấy thì ông cho con một con đề. Chỉ cần xin như thế thôi, chứ không xin như nhiều. Thần có thiêng thì cũng phải xin các ngài, xin các ngài con đề, các ngài lắc đầu cái quẩy, các ngài không thiêng. Mà cả ngay chứ. Nói thật với chị biết là đi xây rất nhiều đình chùa, tiền đâu ra mà xây. Thế này em xây cả cái miếu, cái gì ngục ở trong trên án. Nhiều chứ. Em đang nhiều. Miếu đống ngục. Đống ngục cái đồng ngục. Chùa An Dự, chùa An Minh, cũng này em xây, tay em xây. Đình nàng ở đấy em cũng xây. Đình ở gần đấy em xây. Miếu ở ngoài à. Đền suối à. Đền đường cửa suối. Chỗ tay ngư quản lý đấy. Đường cửa suối mà ở trong chỗ đình Trần Minh đi vào đấy. Nghe không biết. Ở cái chỗ không. Ở cái chỗ. Ở đấy em đang làm đấy. Ơ rồi. Việt Nam đi vào á. Vâng. Đúng rồi. Trong chân núi đấy hả? Đúng rồi. Thế nào là em xây à? Không. Cái bà Lê Trân ở đấy. À em xây à? Ừ. Thế à? Em xây, em làm, em bỏ tiền trong kia đấy. Câu chuyện như thế này, thì tại sao em thờ bà Lê Trân? Cái câu chuyện bà nó nói là phủ ấy, đất Hải Phòng này đất của ta, tìm ta đi xây ta, rồi sau này con muốn xây gì ở đây là xây được, mà mời được, thờ được ta rồi thì sau này xây được đền cho ta rồi thì thờ ta thì sau này ở đâu cũng được. Mà đất này đất Hải Phòng đất của ta. Bà Lê Trân bà nói rõ một câu là đất này là đất của ta, sau này một khi con thờ được ta, tất cả các quan trần mà động đến là ta bẻ răng từng đứa một. Đứa nào mà đến đây mà ăn nói linh tinh hay là bậy bạ là ta bẻ răng từng đứa một. Thì bắt đầu bà nói ở Hải Phòng thì thiếu gì đền của bà, để bà cho con biết đi xây, đi tìm đi. Một tuần đầu đi tìm toàn đền to, đền bà Lê Trân đẹp lắm, đẹp lức lở luôn. Cả cái Hải Phòng này chỗ nào thờ đền bà Lê Trân thì nó đẹp, đẹp kinh khủng. Thế bà mới bảo chỗ ta nhá, nhà dột, người già lưng gù, lưng quay về đồi, à lưng quay về núi, mặt quay xuống hồ đấy. Mặt nhà của ta nhá, bây giờ ở cạnh cùng với mấy người nữa, mấy cô nữa, à mấy ngày nữa có ba pho tượng nữa. Mà tiếp tục nữa, ngài còn nói là mái hỏng, cửa gỗ, mọt, rột vào bát hương. Mà bát hương kê bằng giấy. Mà hiện giờ nữa, hiện giờ người đang trông ta là người già, râu gù lữ giới, răng gãy, gù lưng, nhá, mắt mờ rồi. Mà để luộm thuộc bẩn lắm, đi tìm đi. Không, em đâu có tìm được. Thế ai tìm ta? Thế là về báo đây em mới lên live stream. Em mới tả. Em tả thì bắt đầu với mọi người cộng đồng bắt đầu mới đi tìm. Thì mọi người đi tìm thì không ai tìm được. Thì tự dưng có một cái bà. Bà bảo, bà ở Kiến An. Bà già lắm rồi, bà không biết gì về mạng. Có cái cô ấy, cô không biết gì về mạng à. Cô cũng bằng tuổi già hơn cô, hơn chị nhiều. Thế là mấy tuổi ấy mà. Tự dưng bà ấy được ngủ chưa? Bà được nhức đầu đấy. Bà bảo là Trạng đang đi tìm bà Lê Trân ấy. Nhà ngươi tìm Trạng đi. Thế mấy tháng rồi bà ấy cứ như thế. Mấy tháng rồi, tức là bà ấy cứ bị đêm lao hay là trưa nào ngủ. Ngủ làm báo mơ đấy. Tức là đến phát bà ấy phát sốt ruột ấy, bà không chịu được. Cứ nói bảo Trạng đang tìm bà Lê Trân ấy. Để bà rột nát như thế. Sao ngươi không đi tìm Trạng ấy, để dẫn đường cho Trạng. Thế bây giờ một lần bà ấy đi dọn nhà thuê. Thì tự dưng trên cái kênh YouTube ấy, cái chủ nhà ấy xem. Thế bảo sao Hải Phòng có ông Trạng này nhở. Thế tự dưng chưa vào ngủ thì bố bảo ngươi tìm đúng người rồi đấy. Lấy cái số điện thoại đấy mà gọi. Thế bắt đầu bà mới gọi điện, mới phi sang Kiến An. Xong bắt đầu bà mới dẫn sang bên đấy. Thì đúng cái tả cái cảnh y hệt như thế luôn. Tức là ở chùa thờ Đức Ông. Đức Ông cửa suối. Đức Ông cửa suối. Trong chân núi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Như nó có ba gian. Đúng rồi.
Ba gian đúng không? Đúng rồi. Gian, nhưng mà gian. Cái gian thờ Bà Lê Chân này ở nằm ở cuối cùng. Cuối cùng là một cái riêng. Đằng, có một cái gian nhà sau. Tổ, một gian Đức Ông Cửa Suối, một gian đằng bốn sau phủ. Đức Ông Cửa Suối. Thế là thờ đằng sau à? Đúng rồi. À, thế là bắt đầu ấy bà mới bảo. Bà mới bảo thì đúng đến đấy nó như thế. Thế mà phát tâm ra xây dựng cho bà. Thế Bà Lê Chân bà nói là làm cho ta đi. Nha, thử lòng người làm ra. Làm có đúng 26 ngày. Gọi toàn bộ phủ tổng lực đúng 26 ngày. Thì đúng 26 ngày làm xong đèn bà thì cất được đèn thờ của phủ. Thế lấy mấy năm chị cũng vào cái chùa đây để lâu rồi. Nhưng mà cái lời bà bẩn lắm, nhưng bây giờ nó đẹp lắm rồi. Bây giờ nó đẹp, bởi vì em làm lại đẹp. Thế là về sau nhá, đúng 26 ngày làm, tốc được ngày đêm. Thế là đến lúc xong một phát, về bắt đầu mới cất được đèn thờ của ngài. Cái chùa, cái miếu đống ngục là có cái viên đá của đúng đá rồi. Thần đấy đúng không? Đúng rồi. Là có viên đá thần đúng không? Chữa được rất nhiều bệnh. Ừ, đợt đấy chị cũng về cái miếu một lần này. Nhưng mà chị về là đợt đấy là em xây dựng lại rồi. Đấy. Thì cũng thấy cái ông, cái người thầy nhang đấy người ta bảo là đội bên Hải Phòng về xây. Thực ra cái miếu đấy là người ta giao cho em. Nhưng em không quản lý bởi vì là đấy. Hai nữa ở cái khu vực đấy là các đền chùa đấy là kinh phí không có. Là toàn chùa đấy là em có thể. Chùa đấy là nguyên nhân là của em. Là em là người chùa ngay cái đường to đi vào đúng không? Bên tay phải đường. Có cái tượng Phật. Hiện giờ là toàn bộ kinh phí đấy là từ nguồn tiền của em. Là từ em kéo với nguồn tiền về 4 tỷ mấy cả cái đình cũng ở đấy là cũng 4 tỷ là em xin về cái đường mà làm về cái đường đấy đi vào khu vực đấy đổ đường nhựa là cũng là em kéo là xin ông được xin chú Thành muối. Mà cái đường vào ngày xưa nó xấu, nó là đường đất, đường đê, cái đường ruộng ấy nó bẩn. Là em cũng xin tiền về. Bởi vì là nói chung là mẹ Nguyệt Nga ấy. Là em làm xây được nhiều chứ. Ô nhiều. 38 ngôi đình chùa thì các lôi của em. 39 ngôi rồi. Bây giờ này chuẩn bị tới đây là 39 đến 40 à 39 đến 40. Ở đây nhá còn miếu đống ngục này. Miếu Thổ Tỳ này ở Nam Định này chuẩn bị em làm này và một bà chúa giao nữa là chuẩn bị bọn em làm. Bà chúa giao là ở Thái Nguyên. Đồng Hỷ Thái Nguyên ạ. Bà cũng thế. Thế là làm nhưng mà cái vấn đề đó là cái duyên ấy các ngài ấy. Không phải đấy là cái mệnh của mình phải thế mà. Tôi rồi là bà chúa giao ấy là đi qua ấy, thắp hương ấy là tự dưng thấy bà ấy vào gặp bà thì bà đổ lát quá. Thế vừa rồi là cuốc hết móng rồi. Cuốc móng rồi đang đợi bọn em về là đang đợt này là kinh tế nó dính vào cái chữ thiên này. Để. Em thề với chị là đã nghĩa là tháng 10 này là khởi công hai cái cùng xây rồi nhưng là dính vào cái này. Thế các ngài bắt em đi lo vào toàn bộ cái chữ thiên này, thế đâm ra là chưa dứt được việc, bây giờ phải nhanh chóng. Đấy, mà mỗi năm thì phát tâm ra xin công đức 1 cho đến 5 công trình đền chùa, đình chùa miếu mã. Mấy hai nữa tới đây nữa là sang năm 2024 này, bọn em có kế hoạch là mở một cái gọi là trung tâm. Em đưa tất cả những người ở dòng chảy tâm linh, những người ngoại cảm như chị em mình ấy vào một cái trung tâm, sau đó là nghiên cứu những cái loại công việc phân việc ra. Và thứ hai nữa là em cũng sẽ có một cái việc là em xin ông lớn bổng lộc hàng tháng là lương gạo cho tất cả các linh ghế mà chị biết rồi đấy, lương của ông thì không thiếu gì. Ông gật cho ông gái thì cần gì đi làm thứ khác, chỉ cứ tập trung việc của ông là lo ấm thôi. Thế thì cũng xin ông là vừa rồi là em hoàn thành hết cái công việc của tháng 10 này của ông sơn son thiếp vàng này cho xong cái lăng tẩm của ông đi. Thì sang năm là cho con lên núi là con cải tạo núi trồng thuốc với cả sáng lập ra một cái bệnh viện tâm linh. Tức là những người nào bệnh tật ốm đau đến đấy thì sử dụng những người ngoại cảm ấy, tìm hiểu ra những loại thuốc để chữa cho họ và đăng ký bản quyền những đơn thuốc đấy với Đông y, Hội Đông y Việt Nam và lấy toàn bộ cái đơn thuốc đấy mà phát và phổ đức tất cả các chi nhánh này từ miền Nam Bắc này, tức là em sẽ mở từ Nam Trung Bắc này em mở hết chỗ nào xây dựng đền chùa của phủ. Đấy, là em làm thì em cũng phát nguyện như thế thôi, nhưng mà người theo em thì rất đông, nhưng người phản em thì bây giờ không phải, để chỉ nói em là anh hùng là chả có cực kỳ. Đúng rồi. Những người càng thành công lớn thì lại càng phải gian nan, càng phải trải. Tất nhiên em hiểu cái hoàn cảnh ấy, nhưng người theo em thì rất nhiều. Đấy. Nhưng người phản em thì cũng nhiều. Đúng rồi. Bởi vì là người ta đến với em mà người ta không được cái việc của người ta. Ví dụ người ta đến với em, người ta xin em có luôn đề mà em không giúp á thì người ta quay lại người ta cháo trở ngay, cú nạn ngay.
Thực ra cái việc chấm minh này thì là chấm ngày, chấm điểm, chấm công, chấm này. Người ta hiểu đâu, người Trần mà, cơm áo gạo tiền người ta thực dụng. Nên chính vì thế em mới nói với ông là con sẽ sản sinh ra đội kinh tế. Cái đội kinh tế này sẽ nuôi bà con của phủ, nuôi cái dòng chảy tâm linh để lấy nguồn tiền, để duy trì, để nuôi được bà con, để duy trì, để phát triển cho ông. Bây giờ sau này ngài huy động xây này 5-7 tỷ, một vài tỷ, thì cái đội kinh tế nó làm tiền cho. À, đấy, nó làm tiền để mà có tiền. Chứ bất đợi mà công đức thì còn mà đói thối mồm. Không phải mạnh thường quân nó chỉ lo, những bọn mạnh thường quân nó chỉ lo thân chúng nó thôi. Làm sao mà nó đồng ý cho mình cái việc mình đi giúp đời. Mình phải giúp nó. Mà cái việc này là mình vì ba tánh, vì mọi người, chứ không phải vì bản thân mình đâu. Thì mình lại phải dùng cái năng lượng nhà ngài cho để mà thế làm đó. Được. Thì mình đúng là cũng cái cống nhà ngài như thế, thật có thực tế thì mới làm được. Bây giờ mình nuôi người điên mà không có kinh tế làm sao mà mình nuôi. Bây giờ mà em hỏi chị, bây giờ một tháng em 18, 19, 20 triệu tiền điện. Tiền nước của em 10 triệu. Tiền ăn uống của em bây giờ nó rơi vào gần cả trăm. Chưa kể tiền mắm muối mì chính, sinh hoạt khăn mặt, quần áo một tháng ngót 40-50. Chưa kể tiền tiêu của các anh em cá nhân, dằm thì bà là. Chưa kể các công trình đi xây đình xây chùa nữa. Thế thì các ngài rót cho mình cái nguồn thì mình mới làm được chứ. Em mà không có nguồn đấy thì làm sao em sống được đến bây giờ. Thế ngày xưa em có phải hầu đồng hầu bán không? Em không. Các ngài về dáng rồi nói với em câu như này: con không phải đồng nhảy, con không phải là người có đồng, mà căn nguyên cả nghiệp của con là người khác với thế giới ở dưới của con, nên là con không bao giờ đồng hòa với họ được. Có những người con hợp, có những người không bao giờ hợp được. Nhưng tốt nhất là con không nên hợp, bởi vì cái căn nguyên cả nghiệp của con ấy là khác họ rất nhiều, nên họ sẽ nói con không ra gì đâu. Thế đúng thật. Bây giờ nói với cả em thế này, nếu mà ngồi đây đấy, chị là người rất là thật. Dạ. Không biết là trong cái con mắt của em nhìn với chị như nào thì chị không biết, nhưng mà với bản thân chị là người sinh ra từ nhỏ chị rất là thật. Vì sao hôm nay ngồi chị em mình nói với nhau, một cái câu đầu tiên em nói là liên quan được báo về chị đấy. Thì đúng cái câu đấy là chị thấy cái này báo rất đúng. Cái điều thứ hai này, khi mà hôm nay chị đến chị gặp chị trực tiếp em, vì chị nghe em ở trên mạng lắm lúc mọi người bảo chị đấy. Thật sự chị cũng tại sao mấy hôm nọ chị đứng đến chị lại chưa đến, chị cũng suy nghĩ rất là sâu xa. Thì chị bảo là người nào cũng được, nhưng tại sao người ta có những cái tâm người ta bỏ tiền ra xây đền xây chùa xem lại đấy, tại sao người ta cũng cái tâm huyết người ta đi xây bao nhiêu ngôi miếu, bao nhiêu ngôi chùa như này, thì đấy mình phải đặt người ta vào là người như thế nào. Đấy là nói thật là như thế. Thì chị cũng phải đặt và chị cũng phải xin nhà ngài là bây giờ con chỉ là người Trần, con không biết gì cả, nhưng tất cả mọi cái về phần âm là các ngài dám cho con cái gì thì là đấy là việc của thiên nhiên, còn không nội thiên. Nhưng mà khi mà hôm qua đấy chị bảo là chị bảo em là 8 giờ đó chị đến 7 giờ tự nhiên chị xoay chuyển, tự nhiên như có người ấn vào đầu chị xoay chuyển, chị ngài gọi xe đi chứ không phải để người ta đón. Chị không nói sai. Nói chung là 10 người gặp anh em thì 11 người tự người ta đánh giá. 7 giờ thì là như có người ấn vào đầu chị bảo là gọi xe đi không phải để người ta đón nữa. Chị gọi xe, đấy là chị nói thật. Sáng nay em nhận lệnh định sang đón chị vì sau là hiện giờ thì là đang có một cái nhóm gia đình vẫn đang theo dõi, đang nghe qua cái video này. Rồi. Bởi vì các ban giám đốc nhà em, là em thành lập các ban giám đốc, thì có các sếp nhà em ấy, là em các anh em trong ngành cũng rất là muốn gặp chị. Không phải các anh nhà em toàn những người lớn thôi, nên là các anh em nên là muốn hôm nào là sang nhà chị gặp chị thưa câu chuyện này cùng nhau là kết nối lối lòng tay lớn, bởi vì các anh em mình vẫn đang rất là bởi vì nó thật là cái sự khao khát này không phải một cá nhân của Đức mà có rất nhiều người cùng nhau làm, một khi đã thành việc rồi thì sau này rất được việc cho cái việc ở phủ mới là mọi người sau này. Chị em mình cũng muốn làm tất cả một cái đi theo chiều hướng đều là tốt cho cái thế giới tâm linh. Thứ nhất là mình giải được những cái quả nghiệp cho bản thân mình trước đã. Bởi vì mình nói thẳng câu, khi mà các ngài đặt em vào làm những cái việc này đều là cái quả nghiệp của mình đang phải giải, tu giải. Cái này đó là cái duyên đấy chị ạ. Nhờ chị lưu ý em một việc nhé. Được tối đêm mà các ngài mà đọc cho chị cái loại thơ gì, bài thơ gì, vừa rồi đọc cho em rồi. Thì chị đọc lại, chị lưu lại cho em, nhưng mà cố gắng dịch ở quốc ngữ. Đừng chơi em như này, em thề bố em chịu. Chị cứ cho em phát như này là bố em chịu rồi. Em thề cái gì?
Em chịu thôi, bởi vì những cái chữ này thì em chịu. Những ngôn ngữ chữ này mà chị đưa ra thì thực sự ra rất là khó cho em. Bởi vì như này là khi chị em mình khớp với nhau. Bởi vì những cái bài thơ ấy nó rất có giá trị, bởi vì những người mà đi hiểu mà đi làm thì sẽ hiểu được câu chuyện. Bởi vì em nói nhiều người ta sẽ bảo chị em mình là điên. Đúng rồi. Em kệ thôi, bởi vì người ta không ở mình không hiểu. Có như mày nhìn như thằng nào mà điên như tao thì mẹ một tháng bỏ 4-5 triệu đi luôn mọi người không? Lo cho mọi người không? Mày nhìn như một thằng khùng nào được làm như tao ở trong xã hội được không? Một phát mày năm lao cũng đi xây 4-5 ngôi đình chùa được không? Mà tiền túi phải bỏ ra đi làm không? Có phải bỏ công em khác với người ta nhớ là người ta nói người ta bỏ tiền ra xây chùa, ok ta vất một cục tiền ra, các thầy bà ấy là chúng nó vất ra. Nhưng em khác nhớ là em tận tay từ khởi móng, từ xây viên gạch, từ lên lóc, tất cả mọi thứ từ kiến trúc toàn bộ là phải em hết. Mà hai đặc biệt như này, tất cả các công trình của em đó, ngài nào bảo xây như nào làm theo đúng như thế, phải đúng ý ngài chứ không được phép đúng ý mình. Nên là cái việc mà đi xây đình xây chùa 100% là có nhiều ông bà là toàn xây theo ý của mình. Đấy, trừ khi những tích cổ nhiều năm rồi thì mình không nói, nhưng mà xây như bây giờ các ngài xây như nào, người thì mái chùa, người thì mái đình, người thì mái miếu, người thì mái đền, người thì mái phẳng, mái cong. Đấy, phải xây theo đúng ý kiến của các ngài. Đấy, rõ ràng xây này xong rồi mình nhìn ẹp ưng rồi, không được con ơi, không được, ta không thích cái cổng này, màu sơn này con không được, phải chọn màu này. Thế là cứ phải đào ra đới lại, khó tính lắm. Để nhất đề em đang xây dựng một cái cung mẫu. Cái cung mẫu này của em rất đặc biệt là em thờ trong đó là mẫu đệ nhất, à, mẫu cửu trùng thiên. Thì trong Nam người ta gọi là mẫu thượng thiên. Ở và thứ hai em thờ năm mẹ ngũ hành nương nương, kim mộc thủy hỏa thổ. Sau gì ấy? Tí á. Sau đó là em thờ tiên đồng ngọc nữ là người hầu của mẫu. Bên cạnh này em sẽ thờ 12 vị thánh trầu. Bên kia là em thờ tất cả các vị chúa sơn trang, chúa bản động, chúa sơn trang, chúa bản thổ, chúa rừng, chúa núi, chúa then trong tứ vị mường la và tứ vị mường la và tất cả các vị dân tộc. Rồi bên kia là em thờ là 12 thánh cộng, 12 thánh cô. Thế nhưng mà có ác như này, các ngài báo nhưng không báo về tượng, cứ đi đặt tượng hỏng. Ngày hôm qua em đi đặt tượng bảo em nói tư là các ngài cứ đặt tượng là các ngài ác nghe, nói cái gì phải được làm theo đúng các ngài, đưa về không được coi hủy ngay. Mất bao nhiêu tiền rồi em, mất bao nhiêu tiền rồi đi. Ứng tượng thì vừa rồi mẫu nói là hoàn thành là chỉ có một mình ta, thì đúng thật hoàn thành bây giờ cũng một mình mẫu. Đấy, rồi dần dần ta cho tượng nào về thì tức là ta cho con, các con ta về thờ cùng cạnh ta. Thế ở dưới là em thờ gọi là các tiểu tiên, các cô thiên đình, cộng thiên đình nữa, và các uốn tiểu nhỏ nữa. Sau đó là em thờ, nhưng mà em thờ nhiều lắm, ở phủ nhà mình thờ quá nhiều tượng các ngài. Đấy, đâm ra là các ngài về ứng, ví dụ như các ngài về nói đủ ngày đủ giờ bắt đầu các ngài mới cho biết, mới cho làm, chứ còn bình thường là các ngài không cho. Khổ ơi là khổ mà đặt cái tượng các ngài ấy, đục đi đục lại, đẽo đi đẽo lại bao nhiêu lần rồi, hủy không biết được bao pho rồi, mất bao nhiêu tiền ngu rồi. Cứ hôm nay đặt ở chỗ này về đưa ngài mẫu về phát không ngưng, ngài hất. Ví dụ như hôm qua ấy, em đặt 140 mấy pho tượng về làm 50 mẫu trước, về ngài hất ngay, không đúng danh, không đúng dung, không đúng nhan, không đúng việc. Đấy, cứ từ từ ngài nào cho về mới được về. Thế đâm ra nó vất vả lắm, em nói mất quá nhiều tiền. Chắc là trong 3 ngày em lại được một chút mới báo gì. Dạ. Em sẽ cố gắng, bởi vì bây giờ là em nói với chị biết bây giờ như cái độ kinh tế em, một mình em đang nghe cái cơ em vừa rồi cho chặt. Mùng mấy giờ? Mùng 7 vừa rồi em cho chặt. Nhưng mà ngài báo là phải dừng. Đáng nghe là em cho chạy, mà cho chạy thì em được thông kinh tế rồi. Thế nhưng mà em bảo phải đợi cái người đấy đến. Dạ dạ. Thì vừa rồi là dạ. Thì vừa rồi mới bảo em là cái việc này là phải đợi người ta đến cùng nhau làm thì nó mới vỡ được cái việc ra. Bây giờ nhá. Ba ngày nữa thì là em trong 3 ngày em được báo. Anh đang mặc quần đùi.
em đưa chị ấy vào lễ các ngài, qua cái bàn cơ, qua cái cơ thiên đấy. Em vào nữa đi. Không, em không được vào. Không, em vào cứ nghe em. Công vào, bởi vì em chung là em là... nó như tương đương với em. Nó là tam sao thất bản của em. Bây giờ cung bái toàn bộ là qua công hết. Em này những cái việc ví dụ như là em làm là chủ chốt chính là lãnh đạo thôi. Là em không phải lãnh đạo. Bây giờ lãnh đạo của em là các ban ngành giám đốc, mà em bây giờ là nói chung là người rút hết rồi. Các ngài cho em rút hết rồi, bây giờ là sau này phủ hoạt động ấy là qua các ban lãnh đạo, qua những người chủ chốt. Còn em là những người đi kêu những người lối gần những người lại bắt buộc em phải đi. Bây giờ em lôi một đám mày đi là chết rồi. Toàn ông giám đốc với bà giám đốc, toàn nhà mày thọ kia mày, bây giờ người ta đi cùng em thì họ hỏng hết cái công ty của họ. Thế bắt buộc là chỉ có một mình em thôi. Ví dụ như anh em nào ở đâu thì đón em đi đấy. Đấy, Thuận thì người ta được nghỉ một ngày thì đi cùng em. Đấy, bây giờ nhá, đưa chị vào. Thắp hương ông, thắp hương ngài. Anh vẫn đang điều phối bởi vì chúng anh không được cho vào. Đưa chị qua cái phương pháp mình làm, cái ứng. Các ngài ứng cái công việc ấy thì bây giờ là chắc là đêm nó mới nhiều. Thì bọn em làm những gì thì nói cho chị hết được cái sự việc. Nhưng mà hôm nào để nói chuyện trong đêm nó dễ. Thì cho chị biết qua cái công việc của mình nhé. Anh phải tránh bởi vì các ngài không cho anh vào thì hôm nay ban ngày. Thứ nhất là cũng nó chả giấu gì chị, là em vào ông ban này đa số là trừ những ngày tiệc. Đấy, thứ hai những việc hệ trọng liên quan các ngài phải vào là phải thay quần áo. Còn ba nữa là những cái việc như việc của bà con chết chóc. Bốn nữa là bất cứ việc gì cũng được nhưng chỉ có đêm em vào. Ban ngày là em ít khi em gần, bởi vì từ khi em làm cái công việc này em bị người nó uế nó bẩn. Tay chân này chị nhìn này, đây có rửa hết được sơn đâu. Tay sơn em đầy sơn đang vẽ tường ấy chứ. Mà vào nó uế nó bẩn mà các ngài mắng kinh lắm. Sư phụ mấy hai nữa là vừa rồi là sư phụ đó em bắt em ông nhà em bắt mặc quần áo pháp bảo. Pháp bảo là gì? Quần áo của pháp môn của phổ. Mà em lười em chưa làm được mà em đi suốt. Không phải em lười. Em rất nhiều việc bởi vì em nói như một chủ tịch thì bây giờ một cái chủ tịch thì chỉ biết em điều hành không biết bao nhiêu món. Vừa người sống vừa người trần, vừa các công nghiệp, các công ty doanh nghiệp bám vào em mà em đang điều hành rất là nhiều. Thì bây giờ nó ác một cái là bây giờ là em chưa may được mấy bộ quần áo đấy, mà cái ngày cũng sẽ cho em dần dần em làm, bởi vì em không cắt được việc ra này nè. Cái gì cũng phải đến tay. Thế thì là công đưa chị vào nhé. Xong rồi có như là thì báo cáo mà gọi trong cái nhóm của trong cái nhóm Zalo đấy. Gọi cái nhóm Zalo của ban giám đốc đấy để các anh cùng nghe. Em bắt buộc phải ngồi ngoài. Người em toàn sơn chứ, em đang làm chứ. Đang sơn tường như tiếc ấy chứ. Chị đến phát là em đón. Vất vả chứ. Mất nhiều tiền lắm chứ. Bỏ ra mất nhiều tỷ lắm rồi chứ không phải ít. Một con số khủng khiếp luôn. Bởi vì tôi nói anh em biết như mình bây giờ một ông tổng giám đốc thì mày suốt ngày phải đi lo những việc linh tinh bao đồng thì này chết. Có phải ít đâu, một con số nhỏ đâu. Người hiểu thì hiểu, người không hiểu thì không hiểu được. Áp lực lắm. Cơm cháo gạo tiền, cuộc sống anh em phải làm. Vừa lo miếng cơm, vừa lo việc thánh, vừa lo việc trần, vừa gánh cho anh em ở xã hội nữa. Mọi người nhờ cậy công việc đủ thứ chuyện đau đầu. Tôi nói anh em nhiều thằng vào đây có những comment comment nói những câu anh nói với các chú như này này, các chú chỉ tầm trẻ con ở xã hội thôi, các chú mà ở cương vị anh thì các chú mới biết anh như thế nào, nhưng các chú để mà so với anh thì không so được, bởi vì không đi cứt mới vôi được. Bỏ một số tiền lớn ra đầu tư một khoản tiền ra có phải ít đâu, đi lại kinh phí bây giờ nhá nó nhiều tiền lắm, để mà xây dựng ra nó phải tốn kém, rất tốn kém, hết năm này qua năm khác nó tốn kém. Nên là anh em trong gia đình mọi người cũng phải hiểu, viết chữ thiên và các ngài dáng về nhập về mà viết được chữ, mà nói được những ngôn ngữ lạ, mà đọc được thơ thì bảo mình nhá,
mình chỉ cần những người như thế thôi. Em vất vả chứ, em nói em đi ngày đi đêm, chị có biết hôm kia không, em đi ngày đi đêm 2-3 ngày ngủ trên ô tô. Mẹ mày ngủ trên ô tô, đi hết Nam Bắc, đi hết miền này miền kia, một ngày đi lên 300 cây số đến 500 cây số, mà có phải đi đâu, đi từng đoạn một, xong rồi đi hỏi người này, đi hỏi người kia, còn chưa kể tiền đi lại, tiền ăn uống, chưa kể nọ công việc kia, xong rồi chưa kể những anh em ở nhà đợi chờ, bao nhiêu người đợi chờ em, vất vả lắm. Nói chung là em đang xây dựng như này nên rất là cần kinh phí, chính vì thế mà để mà kêu gọi mọi người thì ai giúp. Nói thật bà con giúp được 5 triệu, 10 triệu là cùng. Làm sao mà giúp được nhiều. Mà những công việc của em thì động đến là phải toàn tiền tỷ, tiền trăm đến tiền tỷ. Nên nói thật sự chỉ có xin vào cái bổng lộc của ông nhà mình. Ông cho, ví dụ ông cho là, ví dụ tao thương chúng mày, tao cho chúng mày ví dụ như là 500, 1 triệu, hay là 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 1, 200 triệu để mày đi lo công việc. Chỉ có xin vào các ngài thôi chứ còn... còn các ngài không cho thì không giải quyết được việc gì. Nói thật trông chờ mà mọi người mạnh thường quân ấy thì cũng không được. Bản thân em cũng là một mạnh thường quân nên em hiểu được cái đặc tính, nên là chúng ta chỉ giúp được lần thôi, không giúp được nhiều nên là vất vả lắm. Hai là cái khổ của mình cũng không thể ngửa tay đi xin thiên hạ được, bởi vì được một hôm như làm sao cho cả đời được. Nên cái gì cũng phải chủ động hết, tất cả kinh phí là phải tự động, phải lo chủ động mà làm hết. Vất vả lắm, nhặt nhạnh từng đồng một, từng nghìn một, cực kỳ là khổ. Nói như anh em, nhiều anh em ác mồm nói những câu nghe nó chó đít nợ, thịt mẹ mày, nó đúng cái câu nó, chó đít nợ chứ không phải chó đít người nữa. Chán lắm. Nói chung là những câu nghe nó ôi ôi, được thì không sao, không được thì nói những câu bậy bạ. Mới nghĩ mà trạng thì chỉ hết nọ nó kia, nói hay nó biển, nói phép. Nhưng mà thử hỏi rằng một cái thằng nói phét mà chúng mày có làm được như nó không? Đéo làm được như nó một góc thì làm sao mà nói nó được. Anh em nhìn ấy, mình bảo xây chùa nào xây chùa đấy, xây đình nào xây đình đấy, xây miếu nào xây miếu đấy, cũng kêu mang bao nhiêu thằng anh thằng em. Có những con người tốt người ta giả ơn giả nghĩa, những con người phủi lưng ra người ta nói không hay, người ta chửi mình, người ta bảo mình thế nọ bình như kia, bạc vô âm tính, mất dạy. Nên là mình gặp những nhiều loại người rồi, mình mới thực sự sống ở cuộc đời này. Nói chung là được việc chúng nó thì chúng nó ca tụng mình lên mây xanh, không được nó chửi mình ngay, nó bạc lắm. Thế có những loại anh loại em ăn cháo đấy bác, nhưng kết thúc thì sao, chết hết, chết hết. Thì mẹ mày, em vất vả mà, ai chơi được thì hiểu được, ai gần em rồi anh em đến nhờ Đức ơi mày giúp anh việc này cái, lúc mình giúp xong thế sau này mà lại có công có việc lại giúp tiếp, mình vô tư không ý kiến gì. Có những con người giúp được việc không sao, không được việc quay nó chửi mình khốn nạn. Mẹ nó trước mặt mình nó nhất em Đức nhì em Đức, nhất anh Đức nhì anh Đức, nhưng sau lưng nó nói xấu mình, nó chửi mình. Nhưng mình chỉ nói ngẫm một câu, những loại đấy đời đéo khá, đời đéo bao giờ ngửa mặt lên được. Những loại đấy nói chung là có ra hồn gì cũng không ra hồn được. Những cái loại bất nhân, bất tín, bất thành văn, những cái loại đấy nói chung không dùng được, cũng không giải quyết được cái gì. Nên tốt nhất là anh em ấy, chơi với bạn thì phải chọn bạn mà chơi, chơi với người thì chọn người mà chơi, chứ không phải ai cũng là bạn, ai cũng là bè được, mệt mỏi. Tớ bây giờ tớ được như thế này cũng bao qua bao nhiêu thăng trầm. Thăng trầm lớn nhất nó là con người, thăng trầm thứ hai là công việc, thăng trầm thứ ba là những anh em nào cùng xây dựng cái chuyện này. Nên mình mới nói trong cái đội kinh tế ấy, nếu như đã xác định cùng mình là cùng mình cả đời, vào sinh ra tử, có rau ăn rau, có cỏ ăn cỏ, cùng nhau để gây dựng. Mẹ mày được thì chúng mày ca tụng, không được chúng mày chửi ngay, mất dạy lắm. Nói chung là những cái con người ấy mình không tiếc, còn những con người theo mình từ đầu đến đít mình nên phải giữ họ. Và những con người sẵn sàng vì bá tánh, sẵn sàng vì cái ước mơ, và sẵn sàng vì một cái nghĩa tử nghĩa đẹp, hay là sẵn sàng vì cùng một cái đam mê, thì mình phải cùng họ làm, ủng hộ họ nhá. Nên em cũng ok mà, nên là cuộc chơi này em mới nói rất nhiều người ở đời không ai hoàn thành sứ mệnh, không ai có thể tốt hết cuộc đời. Nhưng mình cũng dám nói một câu, thằng Đức là thằng đầu tiên mình nhìn thấy địt mẹ sẵn sàng bán nhà đi xây đình xây chùa luôn mà con người. Còn với tất cả những người khác nói đều nói mồm hết, bởi vì mình nói thẳng một câu ấy, là những cái người mà nói xây đình xây chùa đều nói mồm hết.
mẹ mày đã xách viên gạch nào không, mày đã xách tí vữa nào không, mày biết thế nào là móng, cốt móng bao nhiêu, tường gạch bao nhiêu, vào gạch bao nhiêu không, xây bao nhiêu, kích thước bao nhiêu không? Hay là chúng mày vứt tiền ra xong mày thợ phải đi thuê thợ mà làm đấy. Đấy, nuôi những người điên người dại ấy, là chúng mày thì mẹ chọn những người khác ở nhà để nuôi đấy. Chúng mày có phải trực tay đi mẹ mày, từ cái quần cái áo, từ cái đi mẹ mày thuốc trị bẹn lấm máng của chúng nó mẹ mày, từ cái bữa cơm ăn chúng nó, chúng mày phải đi kiếm tiền để nuôi không, ngửa cổ không nhá. Đây là thực tế, đây là nói với anh em, nên là đừng bao giờ nói cái từ anh ơi em quen với mạnh thường quân này giúp phủ, không cần. Tất cả các mạnh thường quân ấy chỉ là tin đồn thôi, thực tế thì mình chưa thấy gọi là ai giúp mình được cái gì cả. Nếu mà mạnh thường quân, mình chỉ thấy những người xem live stream ấy là những người anh, người chị, những người đang lao động này, người ta gửi phủ về 500, 200 nghìn, 100 nghìn, là 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 1, 20 triệu, 1, 200 triệu. Là có những người anh, người chị của phủ Long Đức chơi với Đức 10 năm nay. Đấy. Mình nói thực tế luôn, toàn những người ấy, mình thấy những người thực tế nhất là gì? Những người lao động, lương 5 triệu, công nhân. Nó bảo ơi, tháng này tới lĩnh lương 5 triệu, tới có bao gạo gửi về cho bà con. Cô có tiền lương như này, cô có 200 nghìn, 500 nghìn cô gửi về bà con bao gạo. Mình thấy chỉ như thế là thực tế nhất. Mình nói thật tự. Còn mình chưa địt mẹ, chưa nhìn thấy thằng giàu nào. Mình chưa nhìn thấy thằng đại gia nào. Chà, mày có tâm thế, mày thiếu 5 tỷ, 10 tỷ, tao cho mày 5 tỷ, 10 tỷ. Mình chỉ thấy mấy thằng mặt lồn đấy là địt mẹ chúng mày ăn đẫy, bú đẫy, cho gái 5 tỷ, 10 tỷ không tiếc. Nhưng bỏ ra cho những người nghèo 5 xu một hào, phải live stream, quay video, quảng cáo, rầm rộ hay công đức một cái gì đấy, là phải viết tên của tao, công ty của tao vào. Đấy, phải để chính giữa ban, chính diện. Nói chung là thương mại hết, tất cả tính bằng tiền nhá. Nên là mình đã nói rất là thực tế, nên là nói rất chân tình luôn, rất từ đáy lòng. Nên là nhiều khi câu chuyện nó rất là câu chuyện. Bây giờ mình cũng nói như cái câu chuyện hôm qua mình phân tích bức tranh ấy nhá. Đây này, đây là bức tranh gọi là tham quan nhá mà. Đấy, anh em hôm qua mà xem cái YouTube của mình ấy, này, cái bức tranh này, đây, đấy, đây, đây là bức tranh tham quan, người ta gọi là vinh quy bái tổ, như tớ gọi là bức tranh tham quan, đấy, đấy, lúc bé ấy, thì là một đứa trẻ con ở làng, đấy, bé Đức gọi đứa trẻ con ở ngoài, lớn lên một tí, đấy, thanh nam nữ tú, đấy, trở thành những thanh niên đây là những thanh niên trai trai này, học tí chữ ở đình làng, đấy. Sau đó là lên kinh đô, đây là kinh đô đây, đấy, kinh đô Hoa Lệ đây, thi được bằng cấp, xong bắt đầu là được phong trạng về làm để làm quan, đấy, vua phong cho thành quan, đấy, phong trạng đấy để bắt đầu từ đây phi ngựa về mới tùy tùng đi về, đấy, làm quan ở trong những cái thời điểm như này, sau đó là bắt đầu mới đóng siêu đóng thuế, mới bắt lạt dân, đè ra chúng mày không lột đánh chết mẹ chúng mày. Đấy, đi về bóc lột à mày dân bản dân làng ấy, chúng mày không lục siêu lục thuế vô đánh chết mẹ chúng mày. Sau đó là bắt đầu mới cầm cái đồng tiền ấy lại đi ngược cái đám này, lại quay ngược trở lại về kinh đô kinh thành ấy, đút lót vào trên đấy, bảo kê bảo kiếc ấy, đây là kỹ viện đấy, đây là thanh nam trúc nữ ấy, đẻ giam đống con ấy, bọn này đi vào đây bập nhau ấy, đẻ giam lũ à mày ô hợp này, sau này lũ ô hợp này lại được à mày quan của dân bản dân làng nuôi lên để làm quan, sau này lại về cai trị dân bản. Đây là bộ sử tích của cái bọn người Tàu nhá, không phải của người Việt Nam, nhưng mà đây là mình không tiện nói, nhưng cái bộ này là mình nói như thế. Đây là em nói đây là em biến tấu nó đi, thế nhưng mà mọi người đâu có hiểu cái biến tấu của em nó có cái hay và cái dở. Em nói có cái nho cái nhe của em, bản thân em nói nhưng có những cái thâm, có những cái nho cái nhe của em. Nhưng mà nhìn đây bức tranh qua gọi là vinh quy bái tổ, về xét tí nào thì có, nếu như mình tích cực, mình nói về tích cực nhìn thì đẹp, nhưng về một cái phân tích tiêu cực thì 100 quan 1.000 quan của Trung Quốc đều tham quan hết, và người thanh niêm ấy, trong 1.000 quan ấy chỉ có một quan thanh niêm thôi, ví dụ như có Bao Công đấy. Nhưng mà Việt Nam mình đầy quan thanh niêm ấy, nhưng mà không tiện nói ấy. Nhưng mà nước ngoài đang nói về sử Trung Quốc ấy, bức tranh vinh quy bái tổ này là của thằng Trung Quốc, không phải của người Việt Nam mình nha. Bản thân gốc
của bức tranh Vinh Quy Bãi Tổ nha. Nó không phải của người Việt Nam mình. Thứ nhất, cái kinh kỳ này là của kết cấu của người Trung Hoa nha. Cái kinh kỳ này là kết cấu của người Trung Hoa, Việt Nam mình không có nha. Còn đây là cái kinh kỳ của cái miếu đình chùa này của già dân, là cái kiến trúc của người Trung Hoa chứ không phải của người Việt mình. Cái bức tranh này gốc tích của nó về người Việt mình làm lại cải cách thành người Việt, nhưng gốc của nó là của người Trung Hoa. Và mũ chuồn và coi A này thì đều là của Trung Hoa ngày thời gian đầu nhá. Nhá. Đây là quan trọng về làng. Đấy là anh em nào đã hiểu được, chẳng qua là mình không sâu thì mình không hiểu được. Còn hiện giờ là em đang vẽ tất cả những kết cấu đây. Em đang bắt đầu đang cho vào và phôi và khuôn đây. Nói chung là những thứ này là em đang vẽ, đang kẻ vẽ và đang làm. Cho các em út ở phủ đang làm. Nói chung là tất cả những số này là đem đi công đức hết. Đấy, làm xong đem đi công đức hết. Đây là đang cho ra phôi. Có cái gì đâu mà chỉ là tranh này, tranh người Việt mình làm, nhưng gốc tích của nó nhá. Để mình nói về cái Vinh Quy Bãi Tổ. Bức tranh này là từ thời nhà Hán. Hán đế. Và người viết bức tranh này là ai? Người vẽ bức tranh này là ai? Sơn Cước Hữu Tình này là ai? Và người làm ra bức tranh này mà được vua sắc phong và vẽ này, nó là vẽ trên 5 mét ở trên tường nhá, là của ai? Tới còn người thuộc rõ cái nguồn gốc của bức tranh này, ý nghĩa bức tranh này. Về sau ấy, là vua phải chảm đầu người vẽ bức tranh này nhá. Vua đấy, Hán đế đấy, là phải cắt đầu cái người vẽ bức tranh này. Lý do là gì? Bởi vì trong bức tranh đấy có vẽ 4 thứ cấm kỵ. Về sau ấy là qua một người, người ta phân tích bức tranh đấy và người ta mới nói ra được nhá. Đơn giản lắm, vẽ tranh không đơn giản, vẽ tranh dân vua không đơn giản đâu nhỉ. Thời hắn Vũ Đế mà ông ấy vẽ cái thời khác vào là chết mẹ rồi. Bởi vì trong tất cả các loại đời vua thì duy nhất bức tranh đấy bị chặt đầu ấy là vì thịt mẹ ông vẽ cờ của nước khác. Về nhìn về sơ khai thì chúng ta không hiểu, bởi vì những người không hiểu thì người ta nhìn thoáng rất đẹp, một bức tranh rất là đẹp, nhưng duy nhất một thứ bị chặt đầu thịt mẹ ông vẽ cờ của nước khác, thế thôi, thế là toang. Thế là bị cắt đầu. Thế là cái bức tranh Vinh Quy Bãi Tổ này không phải của người Việt mình vẽ, mà Việt Nam mình chỉ là người sao chép lại của người Trung Quốc. Và cái nguồn gốc của bức tranh Vinh Quy Bãi Tổ này là của từ đời Hán Vũ Đế, và đã phải cắt đầu cái người bức tranh này, thị uy, mà để ở ngay trước cổng Gia Môn, cổng vào của cung vua, là vì dám vẽ một bức tranh mà lại để một cái đời mẹ mày đời khác, tức là cái cờ của đời khác. Nên là mình nói vẽ tranh cho vua không phải dễ đâu. Nên là về sau ấy, tất cả những người vẽ tranh trong đời, tất cả các đình chùa sau này ấy, mà các đời nào phải vẽ tranh đấy, quan trọng nhất là cái kình cờ, cái cờ kỳ. Đấy, có hiểu đâu. Nhiều người không hiểu, người ta không am hiểu, người ta không tìm hiểu thì không thể hiểu được như thế. Sao Trạng này biết nhiều những thứ hay thế, mà sao Trạng này tìm hiểu những thứ này nó từng gốc tích một, sao mà nó hấp dẫn thế, mà nó chính xác như thế. Tôi nói anh em ấy, đây là một người nhìn qua thì người ta thấy thế, nhưng tớ thì lại khác nhá. Trong tất cả các bức tranh ấy là tớ biết đời nào, ví dụ như trong bức tranh này là hiện giờ là đã được sửa bằng cờ. Đấy. Cờ kia là cờ đình, cờ kia là cờ của nhà triều đại nhà Nguyễn nhá. Cái cờ kia là cờ sắc phong, cờ tấn, cờ rước, cờ sắc phong. Và cái lọng kia nhé là lọng đứng và lọng chùm. Lọng đi thì cho lọng chùm, mà lọng đứng làm chỗ thì cho nó đứng, lọng đứng. Đấy, lọng chùm là để cho chúng ta đi cưỡi ngựa thì nó rủ xuống, nó tránh nắng. Còn lọng đứng ấy là nó lúc nào chỉ đứng cắm một chỗ ấy, có người cầm que cắm chỗ nó xè ra và nó rất là gọn. Nên là mình phải hiểu được. Người ta các cụ nói là chống chiêng cờ khỏi quân diễu hành. Em còn vài thùng sơn nhỏ mà chưa có thời gian, cảm ơn em. Hấp dẫn chứ.
tớ mà này triết học nhá, tớ mà là nhà học giả, tớ nói chuyện cơ mà cuốn luôn, có giống như chúng ta bán bình mà có đá ấy. Mẹ các bạn thi nhau mua bình chết cũng mua mấy cái bình về để dùng. Tất cả các sử nước Việt Nam mình, tại sao mình nói về nước Trung Quốc, nếu các bạn chưa hỏi sử Việt Nam, hỏi sử Việt Nam tớ sẽ nói hết quốc sử Việt Nam trong các triều đại gì và thời điểm gì, gần như là mình thuộc đến tầm 80%, bởi vì mình nắm được rất nhiều cái kiến thức về 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 các vị nhân tài, tướng tài và những cái vị gọi là sắc phong của cái đời. Các bạn nếu như hôm nào đến phủ gặp mình trực tiếp, các bạn hiểu biết về một đời nhà Trần, nhà Lý, nhà Mạc, nhà Nguyễn, rồi tất cả những đời nhà khác, về những cơ bản các đình chùa nào thờ ở đâu, mình hỏi mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Mình nói luôn nhá, cho các bạn check kiến thức luôn bằng Google bên cạnh, mà mình các bạn hỏi đâu tớ trả lời đấy. Tớ hay hơn các bạn, các bạn hỏi phát tớ trả lời ngay. Đấy, các bạn hiểu, các bạn hỏi phát tớ trả lời luôn. Bởi vì những cái đấy là những kiến thức mà mình nói với các bạn đây, nói trên thực tế. Bởi vì các bạn hiểu, nhiều năm nay các bạn xem live stream mình, cái lượng kiến thức của mình biết rất là nhiều. Nếu không thông thái làm sao biết được lượng kiến thức như thế được, khủng khiếp như thế được. Phạm Huy, không phải nhiều người không hiểu. Ví dụ như là cái tứ tiết, cái Mai Hoa Lục, bộ tám thời. Đấy, là những cái đấy hỏi rằng là anh em nghe qua có biết không, nghe chỉ chóng mặt buồn lồn, làm sao hiểu được. Xin link, mình có đăng trong Facebook của mình rồi ấy, đăng trong cái fanpage này của tớ, có YouTube rồi ấy, anh em vào nhé. Cũng là một nghệ thuật sơn, nhưng có những người sơn ra thì trông rất xấu, nhưng cũng là một nghệ thuật sơn. Nhưng mình cầm bút vẽ, mình vẽ xong, mình thề các bạn nhé, mình vẽ con chó ra con mèo rất giỏi. Mẹ mày vẽ con rắn ra con giun mà cực kỳ giống con giun luôn, mà rõ ràng là con rắn. Ai nhìn cũng nức nở và có khan tài. Đúng thật mẹ, thơ phú thì giỏi, mẹ mày họa tiết tình tài đúng là trạng. Thì mẹ mày, các bạn hiểu, mẹ vẽ mẹ mày con rắn ra con giun mà y như con giun, mẹ vẽ con chó ra con mèo, đôi chút nữa vẽ con chó ra hẳn con gà cơ. Đấy, mẹ nhìn này, tôi vẽ cơ bản cho chúng mày xem, mẹ vẽ con chó ra con gà luôn để cho chúng mày kinh. Mày vẽ ba càng ra bốn càng nhá. Chà vẽ được gà như thế này. Cày cày lắm anh ạ. Anh ạ. Chào rồi, đây nhìn đây. Nhìn tớ vẽ này, tớ vẽ ăn chó này. Anh ạ. Nhìn tớ vẽ ăn chó này. Sao được gà. Vẽ con gà ra chó thì mới kinh như nhìn đấy. Nhìn chắp mắt luôn. Tôi hỏi các bạn đây con gì tớ cũng kéo hiểu. Để đứng thì nó như người mọc cu. Để đứng mà treo một cái này đi thì không khác gì thằng đàn ông đang đáy bẫy. Để ngang ra không khác gì con chim con gà. Mà để cho chéo một tí thì không khác gì con chó. Chết giờ đi đấy. Ông chàng vẽ đi đấy à mày. Một bức ảnh mà ra ba hình thù. Tôi nhìn kỹ là ra có toàn lòng. Đau đất. Anh em thấy tớ tú tài á. Mẹ nhá. Bây giờ nhá, mà chỉ cần che cái này đi nhá thì khắc đéo rồi thằng đang địt mẹ đứng đáy vậy thì chim cường tếu. Các bạn nhìn chưa, khắc đéo rồi thằng đứng đáy vậy chim cường tếu đâu thì mẹ đấy, nhìn này hai hòn to đùng thì không khác gì cái rừng vật. Không phải là tục nhá, thực thật anh thấy này, anh ra nhìn đây anh đến đây có khác gì con chim không. Che đi một lét để ra con chim, mẹ xoay đây rồi. Xoay đây như con chó, mẹ mày để như thế này, để chách chách như khác gì con gà. Ngất tại chỗ. Hòn cú chạy. Nhìn đầu giống chim gõ kiến. Ông chạy lại vậy rồi. Thực ra như này, mình vẽ cũng được.
mình có những cái tài năng riêng của mình. Ngày xưa mình đi học ấy, mình hay vẽ, nhưng mà mình cũng vẽ toàn những bức ảnh cô giáo trần truồng thôi. Đi mẹ ghét mấy con già ấy, mấy con giáo viên nó hành mình ấy, mình mẹ bố mày ghét mày, vẽ mặt mày vào bố mày vẽ ảnh hỏa thân và lông nó ngu như bao hiểm, thì mẹ vẽ vào sách tí tí xuống vỗ cái bộp bát mở bát mình mở ra nhìn dơ ngãi, cô giáo mặt đỏ bừng như thế ạ. Ngày xưa đi học mình biết chữ đâu, chỉ ngồi vẽ rồi toàn vẽ bậy ấy, bị đánh bao trận rồi như đéo lên người rồi. Bây giờ vẽ xong thầy giáo, cô giáo bảo em Đức bỏ sách ra cô kiểm tra. Bảo nhỏ, cô ơi, em bỏ sách ra là cô ngất tại chỗ đấy, em bỏ ra xem em viết cái gì trong vở. Thế là mình mới lên bảng, mình mới vạch ra phát nghĩa mày đúng mặt cô dưới toàn toàn chân chuồng nghĩa. Cả lớp thì đẻ về, ồ lên thì đẻ về, cô giáo đỏ mặt thì đẻ về, cầm nguyên cửa sách ấy, đập một mặt của mình cái bộp phát thì đẻ xé lát lên phải ở. Không nói gì à, nếu dám bách hiệu trưởng anh ạ. chỉ gọi về ông bà già em bảo anh chị nhớ là mời bố mẹ lên nói chuyện, bảo anh chị về kiểm soát con cái anh chị vào, thằng này con cái anh chị không kiểm soát sau này nó cực kỳ mất dạy. Đố Trạng vẽ được số à? Được, vẽ luôn được thua vui vẻ nhá, để sau nào mình nhìn ra. Quả thân đấy xem nào. Hoan hỉ lắm Trạng ơi. Anh em mình được thua vui vẻ 2, 4, 6, 7 số trong 3 ngày quay đầu. Phun. Phun dài. Được thua vui vẻ. Nói chung là được. Thì anh em nào mua cái bình kẹo này, mua cái bình này, ni lông này nhá. Bạn nào bây giờ bạn nào thích mua cái bình này nhá, thì tớ để nguyên cái bình này cho các bạn. Trong đầy đá này, trong đầy đá này vào chục thứ hai chục cuối. Tớ chê vẫn dậy thôi, không đùa nữa. Và chào các anh em, mình tắt livestream, mình công vụ của mình đây. Số điện thoại của Phủ 0374375999. Số tài khoản của Vũ 10700226 5853 Việt Tim Anh chính anh Hải Phòng. Chủ tài khoản là Nguyễn Hoài Đức, tránh trường hợp lừa đảo của Facebook các phát các video. Anh em lưu ý nhá, mình tắt livestream này, trêu anh em thôi nhá. Đâu dạ bình.